Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Thanh Tâm và tác giả Kiến Lương. Tác giả Thanh Tâm thì cũng mới hợp tác với kênh thời gian gần đây thôi và không biết được rằng câu chuyện ngày hôm nay của tác giả liệu có làm hài lòng quý vị hay không. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Trăng treo lênh láng đỏ trăng lên từ bao giờ rừng âm u vội vã gió chợt lùa qua màn đêm đen tĩnh mịch cây lá đùa vui khi những con gà đã rinh rích trên những tán cây cao và ánh đèn ảm đạm cuối cùng chợt tắt con người ta đã chìm sâu vào giấc mộng chẳng ai hay ngoài con đường vắng tanh lạnh ngắt ấy có kẻ nào vất vượng ngược xuôi bóng đèn đứng nép trước cổng loạt xoạt chỗ sân vườn rồi lặng lẽ lang thang trên thềm đi khắp trong nhà và đứng trên đầu giường lặng im thủy chợt mở mắt bởi tiếng ọ ẹ e của thằng hai cái tối đen vẫn bao trùm lấy vạn vật trời còn khuya lắm thằng hai bỗng nhẹ nhàng khóc thủy biết cơn khát sữa lại đang cồn cào bí bách trong người em nó ngay tức khắc nó ngồi dậy cắp thằng bé bên hông ra chỗ tủ nhựa và kiễng chân với lấy chiếc bình Thùy mở nắp hộp sữa bột Còn một ít ở dưới đáy Nếu mót nốt số này Thì cũng được chừng vài ngày Nó rót nước ấm vào bình Rồi đổ một ít sữa Nó phải pha thật loãng Đủ để thỏa cơn khát sữa của thằng hai Bởi hết số này Thì cô nó sẽ không bao giờ Mua thêm một hộp nào nữa Thằng hai nhận lấy bình sữa từ tay chị Cái hơi ấm nóng phả lên tay Và cuộn trong miệng làm nó nín tịp Nó rít ừng ực Mặc cho khuôn mặt vẫn đang lem nhem toàn nước mắt Thủy đặt thằng bé lên giường Nó no sữa lại lăn ra ngủ say Còn chị nó thì ngồi bên trông trực Cái gió lạnh lạnh của trời gần sang xuân Vẫn ủ ủ bên cửa Chợt vài tiếng lục đục khẽ vang lên Làm con bé Thủy giật nảy mình Nó như cảm thấy cái gì là lạ Vội chạy ra Nhón chân nhìn qua khung kính cửa Ngoài cổng bóng le lói hay ánh xanh như mắt mèo nhìn về phía Thùy. Con bé vội mở tung cửa ra, nhưng ánh sáng ấy lại biến đi đâu mất. Gió chợt lùa qua, hơi lạnh phả vào người làm con bé tỉnh hẳn. Nó sụi mắt rồi khép cửa lại. Tiếng ken két khô khốc vang lên rồi dần nhỏ đi, im bặt. Đèn trước hiên nhà vừa tắt, đêm lại tĩnh mịch, âm u. Nắng vừa lên nhàn nhạt, nhạt, hình bóng của hai chị em đã xuất hiện trên đường làng. Thằng hai trông bé con con quần dài lùng nhùng lôi thôi, nhưng chạy lon ton trước. thấy cái gì cũng nói cũng hỏi. Còn bé thủy đi sau tính nó trầm hơn, thì thoảng mới lên giọng nạt em một lần chứ chẳng nói là mấy. chợt vài ba đứa đồng trăng lứa ùa chạy qua, đứa nào đứa nấy cũng tay đồ chơi tay bánh kẹo. cái thằng to béo nhất bị mấy đứa bạn ôm vai bá cổ cười khành khạch, mấy cái bánh cái kẹo từ trong tay nó tuột ra rơi xuống đất con bé thủy nhìn chúng nó rồi cúp mắt ngoảnh đầu đi chợt bàn tay thằng hai khép bấu lấy vạt áo thủy quay lại nhìn thằng bé đang hướng về phía đám trẻ con bên kia đôi mắt khao khát đồ đồ chơi nó ấp úng mở miệng cái giọng nói non nớt vấp lên vấp xuống rồi nó ngước nhìn thủy như cầu xin thủy hiểu ý nạt mày lại dám thôi đi chơi gì thì nhanh lên Tí nữa cô dậy mà chưa có ăn thì bỏ bố Con bé Thủy dục thằng hai Nhưng mắt nó cũng lấp liếm nhìn Đầu nó quay cuồng như xuất hiện một vài ý nghĩ Thằng hai thấy Thủy không tán thành Thì nép sau vạt áo, lý nhí Một hai cái thôi mờ, nó có đầy Thủy không nói chỉ đứng nhìn mấy đứa kia cười sung sướng Trông nó thèm thuồng như một đứa đói khát thấy một mâm thịnh soạn trong đầu nó đấu tranh nhưng chỉ một khắc khi nó cảm nhận được cái giật khe khẽ của thằng hai mọi suy nghĩ lại tan tành hết mấy đứa trẻ đùa vui thằng bé béo nhất chạy sồng sộc quanh gốc đa cố thoát khỏi lũ bạn mồm nó kêu gào chúng mày được lắm tao liều mạng với chúng mày rồi nó bỏ đám đồ chơi bánh kẹo xuống tảng đá to gần đấy lao vào vật nhau với mấy đứa con trai Chúng nó túm tụm trêu nhau cãi cọ inh ỏi Chợt một đứa nào hét toáng lên a à, thứ quân ăn cướp Mấy đứa kia chả kịp hiểu gì Con bé này đã chạy thật nhanh luồn ra sau gốc đa Chúng nó thấy bạn đi cũng đặt đặt chạy theo Con bé kia chợt giấy này lên Mồm kêu a á, á không ngừng Thủy đang cắn vào tay nó để tìm lối thoát Tay vẫn còn ôm số đồ chơi vừa lấy được Mấy đứa kia vội lao vào gỡ hai đứa ra chửi bới inh ỏi Một đứa sổ ra, xô Thủy ngã lăn ra nền đất Thủy vội bỏ đứng lên Nhưng chúng nó lại bô vào, giữ lại thật chặt Cứ thế đám trẻ con nhao nhao lộn xộn dưới gốc đa Cô trả đi từ trong nhà ra sân cho trẻ gọi Con Thủy, mày đâu? Định trốn việc nữa hả? Cô dòm quanh bếp và cả bên giếng vẫn chẳng thấy hình bóng hai chị em đâu Cũng tức dồn nén trong lồng ngực Cô quát Thùy mày đâu Ra đây cho tao hỏi tội Lời vừa dứt Ở ngoài cổng đã the thé tiếng khóc thét của thằng hai Tiếng lào bào bực dọc Thùy cái gì mà Thùy Con cháu bà đây Bè mà dạy dỗ lại Tốt nhất là cô cổ nó vào không cho ra khỏi nhà nữa Thế mới chừa Bà cô này giặt tóc lôi con bé Thủy ra đến trước cổng thì dừng lại biểu môi đọng đành Chẳng biết cô nó bảo nó thế nào Mà hai chị em lại cướp miếng ăn của con tôi Đến thế là cùng Thằng hai mặt mũi đã đỏ ao Hai mắt nhăn nhúm toàn nước mắt Con bé Thủy bị bà này đánh tím mặt tím mũi Nhưng vẫn chẳng dám kêu cứu Khuôn miệng nó bể ra miếu máu cầu xin Cô trả đã tức Thấy cái mặt đanh đá đấy này càng tức Cáo tiếc cô quát ngược lại thứ âm bình ám quẻ Đi ngay Bà có tin bà chết ngay với tôi không Bà cô kê nảy người một cái Biết cô trà đang nổi nóng Bà hơi hái nhưng cái mặt vẫn ra vẻ tình bơ Nhét cái nút rồi trâu bên mép Xích Dạy lại con cháu đi Rồi bà ngúng quầy bỏ tay ra khỏi đầu con bé Thủy Hai mắt láo liền rời đi con bé Thủy ngồi bẹp dưới sân không dám ho he, đầu nó rối tung, hai bàn tay run cầm cập, vội ôm lấy thằng hai như kinh hoàng tột độ. Thằng bé cũng nín bặt, mồm mấp máy vội vã, người đó cũng cân cứng căng thẳng. Cô chả hầm hầm nhìn con bé Thủy, đôi mắt long sòng sọc đầy căm phẫn. Trong lòng Thủy như hẫng một nhịp, nó vội van xin rối rít. Cô cô, "Cô, cô tha con, C con lạy cô." Cô tha con, con chừa Nó nói càng ngày càng vội Làm câu từ liếu cả vào nhau Nhưng chẳng có lời van xin nào cứu vãn nổi Cô trả lôi cổ thủy ra khỏi thằng hai Ghi xuống sân mà xỉ vả đánh đập Con bé loạn choạng Rồi bị đập mạnh xuống nằm đơ Không dám vùng Thằng hai thấy chị lại bị đánh Thì giấy này gào lên Hai cái chân dẫm bình bịch xuống đất tức tuổi Mà chẳng làm gì được Bên tay nó vẫn vang lên từng tiếng bôm bốp chát chúa Chỉ nó cũng gào khóc Nhưng tiếng khóc đã đứt đoạn Thằng bé vội bấu lấy và đáo cô trả Muốn ngăn cô lại Cô chẳng quan tâm Khuôn mặt cau lại giữ tận Rồi cô đứng lên Thằng bé chẳng hiểu cứ léo đéo đằng sau van này Nó theo cô ra tận chuồng châu Cô trả vừa dí cổ con bé Thủy vào cây cột Vừa đay nghiến Thứ của nợ Suốt ngày mày chỉ biết cây họa Sao mày không chịu ăn phận đi Sao mày không biệt tích như mẹ mày ấy Lời chửi thâm độc của cô trà Như đâm vào tim thủy Mặt nó nóng ran Cầu xin tha thứ ấy thế mà con người tàn ác này Vẫn không định bỏ qua Cô đánh đập cho thỏa cơn tức Rồi xỉ mũi hách dịch Quay trở vào nhà Con bé Thủy nằm bệt trên nền đất đá hai tay kéo sợi dây thừng tròng trên cổ khuôn mặt nó nhăn nhúm và cái khuôn miệng bể ra khổ sở thằng hai cũng bắt đầu khàn giọng mồm nó gọi mẹ như cầu cứu rồi một tiếng quát đanh đá vang lên thằng bé giật thót mình nó nhìn chị với vẻ mặt kinh hoàng tột độ chị nó vẫn đang bị chồng vào cây cột gỗ thằng hai liền cố lau nước mắt mặc cho hai vai nó vẫn khẽ nảy lên theo từng nhịp nấc nó lững thững đi vào nhà bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau bức tường cũ rích. Trời trở về chiều, cô trả đi vòng ra chuồng trâu Con bé Thủy vẫn đang bị chồng bên cạnh cổ cỗ, nhưng giờ đã lùi vào tận góc chuồng. Mắt nó tròn xoe, hai vai nấc lên tức tưởi. Dây thừng quấn quanh cột mắc vào nhau rối tung, làm con bé phải ghé sát cổ vào thân gỗ. Vừa thấy cô trả lại gần, nó đã cuống cả lên, nhưng vẫn gấp gáp với tay ra lỗ hổng trong chuồng. Cô ơi, con xin cô, con chừa rồi, cô, cô tha cho con với. Cô trả tháo dây ra khỏi cổ nó, vừa gỡ cô vừa lào bào. Mày liệu hồn, Dậy chân châu ngay, mày mà để châu ăn không đủ thì mày xong đời với tao. Con bé Thủy đứng dậy, người lấm lem hôi hám, nó gật đầu vâng dạ không dám cãi. Đợi cô quay lưng vào nhà trong, Thủy lại lủi thủi chạy vào bếp Thằng hai vẫn nằm im thiên thít trên chiếc phóng rách Nhìn em say sưa ngủ một lát Nó mới len lén Vét kiếm một ít cơm cháy dưới đáy nồi Gói vào giấy báo Rồi nó nhanh thoan thoát Dúm gói cơm dưới bụng chạy ra chuồng châu Dắt con trâu già ra khỏi cổng Đi đến cốc đà sáng ngày Con bé Thủy bóng chứng lại một nhịp Đám trẻ con vẫn nháo nhác cái cọ về luật chơi Ánh mắt Thủy vẫn ánh lên khao khát nhưng ngay tức khắc lại vội cúp đi Đám trẻ thấy nó cũng dừng cái cỏ Đứng nép vào nhau thì thầm điều gì Thủy không dám động nữa Vội dắt châu lùi qua sau gốc đa Một lúc sau khi con bé Thủy đi khuất Đám trẻ mới cãi nhau inh ỏi trở lại Thủy dắt châu lên tận trên đồi sau cái dốc dài rằng rạc đầy đất đá Cũng có một bãi cỏ xanh tươi tốt Nó bắt dây thừng lên hai cái sừng chắc khỏe của con trâu già Rồi thả cho đi lại tự do còn phần nó thì tìm lại tảng đá dưới một cốc cây râm mát Hí hửng dở số cơm cháy vét được ở nhà ra Cả ngày nay nó chưa có gì bỏ bụng Màu nó cười toe toét ngậm lấy từng miếng cháy Cơm cháy thành từng mảng cứng đơ đắng ngắt Nhưng mắt con bé vẫn ánh lên vui sướng Vì còn có cái để ăn Vừa nhai nó vừa nhìn xa xăm ngẫm nghĩ Nó nghĩ từ lời đanh nghiến của cô Đến những ký ức xa xôi hơn khi mẹ chưa đi biệt xứ như cô hay bảo. Đang nhộm nhòm giờ số cháy, con bé Thủy vỗng để ý ở phía xa xa, có thấp thoáng một bóng người. Chẳng biết là do nỗi nhớ mẹ khiến nó ảo tưởng ra, hay ở đấy có người thật. Thủy tò mò tụt xuống khỏi tảng đá chạy ra. Nó vừa đến cách chừng vài ba bước, bóng người cũng bất ngờ giật lùi về sau tán cây. Tiếng loạt xoạt của đám lá cây làm Thủy nảy cả người. Con bé thấy bóng người di chuyển thì hỏi to. Ai thế Người này vẫn cứ chạy đi Không có một tiếng động mà nhanh thoăn thoát Con bé đành đuổi theo Thủy theo bóng người sang đến tận vùng đồi rậm rạp lạ hoắc Nó đứng ở dưới tảng đá nhau mắt nhìn theo bóng người Người này vẫn chạy Đến một gốc cây gần đấy thì dừng lại Nó liền muốn vén bụi tế khô trèo ra đằng ấy Bên tai bóng vang lên vài tiếng rì rào bé bé Nó giật thót mình nhìn quanh một lũ vắt đen sì lều nghều trên mấy tán lá lớp trên lớp dưới đang bỏ về hướng đó cái đầu ngong ngóc dài loằng ngoằng thủy rùng mình một cái ra cả da vịt nổi sần sùi ngay tức khắc nó bỏ tay ra khỏi cành cây khô nhảy lùi ra sau xung quanh cây cối rậm rạp hay ở dưới nền lá khô cũng nghêu nghểu, vô vàn cái đầu ngọ nguậy nó không còn để ý người kia nữa vội thục mạng mà chạy con bé thủy chạy ra tận chỗ thoáng cây cối mới dừng lại mồm há to thở hổn hển đợi cho đỡ mệt nó mới ngước mặt nhìn lên trời rồi trông ra phía xa chẳng biết từ bao giờ mà trời đã tắt nắng cỏ đã bay từng tốt đi kiếm chỗ chú từ lâu nó sực nhớ đến con trâu vội vàng chạy về bãi cỏ ấy thế mà con trâu đã đi mất từ bao giờ trong lòng con bé thủy như thét lên mấy vết làm trên lưng bụng và khắp chân tay bỗng như nóng gian lên. Đầu nó chẳng nghĩ được gì ngoài hộc tốc chạy đi kiếm. Nó chạy vòng vo loanh quanh khắp đường đồi lắm đá sỏi, gọi vang muốn níu lấy chút hy vọng. Trời nhập nhoạng tối, mây xám xịt treo lủng lơ trên không trung. Còn bé Thủy vẫn mải chạy trên đồi. Nó khỏi khàn cả giọng, giọng nó méo đi như sắp khóc. Rồi chẳng mấy chốc trời tối mịt mà nó vẫn loanh quanh, quay quát giữa những cây rậm rạp. Thủy chẳng dám về Đứng trên cao nhìn xuống dưới vùng đêm đen xỉ tuyệt vọng ấy thế mà lại thấy thấp thoáng một cái lưng đen chuỗi chuỗi Châu à, châu kìa Tổ bố nhà mày Tổ bố nhà mày, suýt nữa mày hại chết tao Con bé thời vừa mừng rỡ vừa sợ hãi Nó vội lao thẳng vào bụi tế khô Mặc cho mắt nó còn chẳng thấy gì Nó vẫn lao đến như vớ được sự sống con trâu nằm lù lù trên bãi cỏ rậm cỏ bị nó dẫm đổ rạp một bãi to tướng con bé thủy nhận ra ngay liền tức khắc nắm lấy dây thừng cuốn trên sừng trâu già sát về nó về đến nhà thì bóng dáng cô trà đã thủ lù ngay trước cổng thấy nó cô hỏi mày trốn đi đâu bây giờ mới về hay lại để trâu đi lạc hả mày gan thế tối đêm mà không sợ ma nó bắt nó cúi đầu nhìn cô nhì nhí chào rồi chở châu và hẳn trong sân nó mới ấp ống con con xin lỗi cô chả hàm hầm nhìn nó thằng hai trong nhà chợt khóc toáng lên cô gẩy mặt vào nhà trong hắng giọng hách dịch mày cho nốt đám rạ vào cho châu ăn dần còn chú mày ăn gì thì mày tự lo còn bé cúi mặt vâng dạ nó ngoan ngoãn ôm nốt số dạ để vào chuồng châu rồi lùi thủi vào nhà trong nhà ánh đèn ảm đạm lâu ngày rọi xuống mờ mờ thủy mở nồi canh cảnh cảnh đã ngồi ngắt từ bao giờ nó lấy làm thèm thuồng múc lên chan cơm nhanh nhẩu chạy lại chỗ thằng hai ngồi nó dỗ dành thì chị thì em lót dạ cô trà vừa đi từ ngoài đường vào con bé thủy đã ngồi rửa bát thấy cô nó vội úp bát đũa chạy vào nhà trong ôm thằng hai lên giường nằm im thin thít tiếng xép loẹt xoẹt thưa dần ánh điện bếp chợt tắt ngốm nó ôm thằng hai trong lòng hai mắt mở to nhìn vào khoảng không bên ngoài tấm kính cửa cũ đêm nay gió lại nổi ầm ù nửa đêm trăng sáng vằng vặc ngoài khung cửa thằng hai bóng ọ ẹ e làm con bé thủy tỉnh giấc con bé mệt nhưng không nỡ trách nó xoay cái thân đang ế nhức sang ôm em dỗ dành ngủ đi mai chị va sữa cho Thằng bé vẫn nức nở, nó không nhẹ nhàng khóc giống như đòi sữa mà liền mồm kêu. Tiếng a á, á của trẻ con chợt vang lên làm con bé Thùy rùng mình. Nó hé mắt ra nhìn em, hai mắt thằng hai vẫn nhắm nghiền, những cái mồm thì ngoác ra khóc lóc. Thủy mở to mắt, đêm đen tối mịt làm nó chẳng nhìn được ra, chỉ rõ ngay ở cửa giường đang lù lù một bóng đen. Nó ngơ ngác chồm dậy, ấy thế mà bóng người lại chẳng còn thằng hai im lặng thủy cũng nằm xuống hai mắt chớp chớp căng thẳng rồi dấy lên lo lắng sớm hôm sau thủy định nói với cô nhưng thấy khuôn mặt chua ngoa và hai con mắt đánh đá nó lại nuốt lời định nói vào tối hôm ấy thủy sợ thằng hà lại bị trêu liền chuyển nó vào nằm sát bức tường còn thủy thì nằm phía ngoài để trông chừng thế mà nửa đêm thằng hai lại bắt đầu o ẹ lạ thường con bé thủy vội mở mắt ra nhìn bóng đen kia đã chuyển sang đứng trên đầu giường từ bao giờ nó đứng ngay thẳng đầu thằng hai mà nhìn xuống gật cù vừa thấy thủy tỉnh giấc nhằng một cái cái bóng lại luồn qua cửa mất tâm thủy sợ hãi ôm chặt lấy em ra sức an ủi dỗ dành cứ thế nhiều đêm liền thằng hai đều bị bóng đen kia trêu chọc mặc dù thủy có chuyển em sang nằm ở góc nào nó cũng theo đứng lù lù cạnh thằng bé cho đến tận hôm kia con bé thủy dắt châu từ trên đồi về trước cổng trời âm u xám xịt một màu thằng hai chạy ra đón chị nó reo lên ngây ngô hai cánh tay bé tí giang ra chở chị bế thủy sốc nách nó kẹp sang hông một tay dắt châu vào chuồng nó ân cần hỏi thằng hai cô chả đi đâu thế sao không thấy cô trong nhà cô chả đi làm tí cô về Thằng hai giọng Ngọng liếu ngọng lô Nói rằng cô đi làm Nghe hết câu mà Thủy xịu xuống buồn phiền Nó bế em lên hiên nhà Trên hiên nhà bỗng như rạng hơn Nó bất ngờ ngước đầu lên cao Trời chợt bừng sáng như có nắng Mây bẩn từng đám trở vàng ươm mỡ gà Ngoài đồng Lúa rì rà xanh Cả hàng chuối xa xa Cũng xanh mơn mởn lạ kỳ Thì tròn mắt mê mẩn như chưa bao giờ gặp Thằng hai chẳng hiểu gì Tuột khỏi tay chị lon ton chạy khắp sân Đôi mắt thủy dán chặt vào cái cảnh tượng huy hoàng ấy Ánh vàng đổ xuống mặt Làm đầu nó rỗng tuếch Đứng tần ngần trên cầu thang ấy thế mà chỉ 10 phút sau Từ đâu bỗng vang lên một trận ảo ảo dữ dỗi Ở phía xa Những hàng chuối xanh tốt lần lượt rung lắc Gió ảo đến ruộng Lúa cũng vật lộn Lá khô xoáy tít mù Một cụ bên cạnh nhà vội hô lên cho đám trẻ ngoài vườn Bảo xoáy đấy vào ngay mấy đứa trẻ ngoài sân hãi hùng chu chéo lên sợ hãi lần lượt từng tiếng đóng cửa vang lên thủy nghe thế vội kéo thằng hai đang chạy ngoài sân lại xốc nách nó lôi vào trong nhà bão đuổi đến đâu cây cối ngả nghiêng như muốn bật gốc mày kéo mây xám đen chắn ngang bầu trời vàng ươm thủy hoảng hốt chạy vào trong nhà đặt thằng hai xuống và cài then thật chặt gió rít hun hút qua khe cửa vài cành cây gãy từ trên cao phi xuống có lộc cọc vào tường ánh đèn trong nhà vụt tắt làm ngôi nhà bỗng chốc tối om thằng hai tá hỏa bấu vào chị thủy nắm tay em ghì chặt vào người nhưng đôi mắt vẫn hướng ra xa xôi nó lo không biết cô nó đang ở đâu trong tiết trời như thế gió rít cào làm cho tấm tôn trên đầu rung lạch cạch liên hồi bờ tường tạm bờ đang nghiêng xéo sọ lại tanh tách nước tí một thủy hái hùng ôm thằng hai lên cho nó bắt vào người nó bặm môi định chuyến này gió có lật mái đổ nhà thì nó cũng phải đẩy cửa chạy ra ngoài bằng được nhưng ngoài kia cành to cành bé vẫn lao vèo vèo và đổ rạp xuống sân đầu nó lại rỗng tuếch phà này có sập thì đằng nào cũng chết mưa cứ đổ xuống ầm ầm tối hẳn Tấm cửa sau bếp rung lên cảnh cạch gấp gáp Cô trà chạy từ ngoài vào Nước mưa chảy từ tóc xuống Nhỏ tong tòng trên nền nhà Người cô toàn vết xước Chắc hẳn cô vừa lội từ bãi lá rong sau vào nhà Còn bé Thủy đã ôm em lọ mọ bên bếp củi từ bao giờ Cái đèn dầu trên bàn lập lòe tiên lửa vàng rực rỡ Thì thoảng lại ngả theo luồng gió lùa qua kẽ tường Thủy thấy cô vào thì sật bắn người Lôi thằng hai đứng dậy Cô đi đâu thế? Muộn rồi, con cơm đi Con bé nhỏ giọng Cô chả không nói không rằng Bực bội ngồi xuống mâm Vừa mở lồng bàn ra Mắt cô lại hầm hầm trợn trắng Con Thủy Cái đuôi cá đâu? Thủy giật nảy cuối gặm mặt Lắp bắp xin giỏ Con nào dám động vào nhưng tại thằng hai nó đói quá Nên mới xin cô một miếng đuôi cho nó nhấm Cô, cô, cô cho con xin Cô trả lừ lừ nhìn nó như tội đồ Rồi cắm mặt vào ăn Còn bé mừng như thấy đường sống Bội đẩy vai thằng hai đưa nó lên nhà trên Thằng hai bỗng bập bẹ Đến thế khổ Cô trả ngẩng mặt lên Giữ tận đập đũa xuống Tiếng và đập chát chúa vang lên Và cô chỉ và hai đứa trẻ Mày, Hai đứa của nợ nhà chúng mày Giống mẹ mày hết cả Thật nào Mà chôn sắc ở tận chốn nào là phải thôi Mày lại còn dám nói tao Cô đít lên đành đá Hai con mắt đỏ phẳng lên tức giận Mặt cô cũng đỏ phừng phừng Thủy hái hùng vội bịt Chặt miệng của thằng hai bế lên nhà Rồi rút vào góc nhà Nó đùn lầy bẩy cắn thật chặt ngón trỏ Để không phát ra tiếng Nhưng mặt nó đã đầm đìa toàn nước mắt từ bao giờ Mỗi lần nhắc đến mẹ Cô lại mỉa mai Đay nghiến làm nó đau khổ đến cùng cực Chẳng rõ mẹ đang ở đâu Mà lại để hai chị em chịu khổ nhiều đến thế Cũng chẳng biết vì sao Mà cô trở nên như vậy Một hồi lâu sau Tiếng đóng cửa cái rầm Làm hai chị em này mình Thủy biết cô trà đã đi ngủ Nhưng vẫn không dám ra khỏi gầm giường nửa bước Cứ thế Nó ôm bụng khép mắt lại Cố ngủ để quên đi cơn đói đang cồn cào Trời vẫn mưa xối xả Rào rào từng đợt lùa với gió gào Mưa trắng xóa bay mù mịt Bắn qua ké tường lạnh buốt Sấm đẻ ầm ầm Như đâm thẳng vào tai Ánh trắng chợt sáng Chợt tắt hắt qua cửa kính mở Thằng hai lại bắt đầu ọ ẹ, e. Thủy sợ sệt mở tròn mắt Hai con mắt nó lem nhem toàn bụi với nước mắt Đồng vội ôm lấy em Ngóc đầu giáo giác nhìn quanh Đôi bàn chân thô cạch đen sì ở phía đầu giường đập ngay vào mắt nó. Nó sợ có rúm người lại, tay bịt miệng thằng hai. Thằng hai đang mẻ nheo lại bị bịt miệng thì ngoác mồm ra oe oe khóc như đứa bé đòi mẹ. Đôi bàn chân tím tái lê từng bước chậm chậm men theo đầu giường. Chân lê soạn soạt cứng đơ như khúc cỗ. Con bé Thủy bịt miệng em nín thinh. Đến lúc người kia hướng ra cửa đi mất dạng, Thằng hai mới dãy rụa chui tọt ra khỏi gầm giường Thủy vội chạy theo giữ em lại Nó bấu được vào vai thằng hai kéo ngược lại Mày vào đây, đi ngủ ngay Thằng hai đứng chôn chân im lặng đến ghê rợn Nó cứ đứng giáp mình với cánh cửa gỗ nhìn lên chằm chằm Thủy vội ngẩng đầu lên Chợt rùng mình run sợ Nó điếng người một cái rồi hòa lên bấu lấy cửa Sấm đùng đoàn bên tai Nó vẫn chỉ biết khóc trên tấm kính cửa Lập lòe hai đốm sáng ảm đạm như vầng trăng lạnh Như hiển diệu bố vệ Trong tiếng thét gào của trời đêm Sớm hôm sau Cô chả bị tiếng léo nhéo Ngoài nhà đánh thức Cô đẩy cửa ra Trong gian nhà bé bé Khói tỏa ấm cúng thơm một mùi hương kỳ lạ Còn bé Thủy từ bao giờ Đã dọn ra một mâm cơm Mặt nó vui tươi như một đứa trẻ Chứ không u ám như mọi ngày nó bị bát chê ra rồi hớn hở gọi Cô cha Cô ra ăn sáng thôi à Cô bất ngờ nhưng cũng ngồi xuống Thằng hai ngồi ngoan ngoã Miệng thì liếu lô nói chuyện Cô cha đang ăn bóng chừng mắt Chỉ vào mặt thủy hầm hè Tao có xài mày lấy thừa bát đũa không Mày không biết đếm à Thủy nghe đến đây thì bất ngờ rồi xịu xuống phụng phịu. con nào có lấy thừa bát đũa Mẹ con về đón Tết Con phải lấy cho mẹ con ăn chứ Nó nói rồi ngước lên Đôi mắt mở to nhìn một cách hồn nhiên Như thực sự có ai bên cạnh Nó không biết cô trả bên kia Đã giật thót mình run lẩy bẩy Cô trợn trắng mắt nhìn cái bát Rồi lại nhìn theo hướng của Thủy Miệng cô cứng đờ ấp úng sợ sệt Chị... chị... chị Hiên Thủy trông thấy thế ngạc nhiên lắm Nhưng nghĩ cô đang mừng quá Nên nó lại cắm mặt xuống ăn nhồm nhòm Bữa cơm hôm nay cô trà chỉ vừa ăn vừa run Không bắt nạt hay hành hạ hai đứa chúng nó nữa Thủy vui lắm bởi nó nghĩ cô đã thay đổi rồi Bữa ăn cơm xong con bé liền nhanh nhỏ dọn cơm Cô chả vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế Nó chẳng hiểu vì sao cũng chẳng dám hỏi Chỉ chào cô để nhảy qua đống cây gãy ngoài sân ra chuồng châu Con trâu già chậm chạp lại theo nó ra đầu cổng Thủy quay lưng tươi cười Mẹ cứ trông thằng hai Chiều quan sát châu về thì mình đi chợ Nó nói xong nhảy chân sáo đi mất hút Thằng hai ở nhà không còn mẹ nheo khóc lóc Mà chạy chơi khắp nhà Cô chả ngồi tịt trên ghế hễ thằng bé chạy ngang qua bấu vào mình Thì giật thót lên kinh sợ Thằng hai cười khanh khách Nó vừa cười vừa kêu Cứu bé, cô bé Cô chả đun rầy kinh sợ vội nhìn quanh Căn nhà nhỏ yên tĩnh âm u lạ thường Chỉ có cơn gió lạnh từ trận báo đêm qua Vẫn đang lùa đám cành lá gãy đầy sân Kêu lên rào rạc Trong cái tàn dư khủng khiếp của đêm mưa Cứ văng vẳng một điệu cười của thằng hai In sâu vào đầu cô trà Cô nhìn nó rồi bất chợt nuốt nước bọt Bế nó lên cười méo mó Được một lúc thằng hai lại nhanh chóng tụt xuống chạy xuống bếp Chỉ chờ có thế Cô vội nhấc điện thoại lên gọi cho ai chỉ thấy bên kia vừa nhấc máy Cô đã mừng rỡ vô cùng Chiều ấy Thủy vừa dắt Châu về đến cửa nhà Liền thấy có một người đàn bà Đang đứng nói chuyện với cô trà trước thềm Nó dắt Châu lại gần để nhòm cho kỹ Người này trông mặt rất hiền từ phúc hậu Tóc đã điểm bạc Nó cứ chăm chăm nhìn bà Bà bàn bạc với cô xong liền trở ra Hiền hậu nhìn nó Bà vuốt lên mái tóc sơ sắc của Thủy Rồi an ủi điều gì rồi bà đi Con bé vẫn dán mắt theo bóng lưng bà Cho đến khi khuất hẳn Lúc này cô chả mới mở rộng Thủy cho Châu vào chuồng đi Mà vào nhà con Thủy đang ngơ ngẩn Bỗng nghe thấy cô dịu dàng với mình Thì thích lắm Nó vội đi cất Châu Nhanh chóng vòng vào nhà kẹp thằng hai bên hông Rồi nó cứ bế em nhìn mẹ Con về rồi Mẹ con mình đi chợ thôi Con muốn anh bắn rán Thủy nói rồi tay bế em Tay sát mẹ theo sau mà đi thẳng Nó chào cô đầy tươi vui hớn hở Nhưng cô chỉ nhìn nó chân chân Thủy sát mẹ ra ngoài cổng Vẫn là đám trẻ đứng bên gốc đa chơi đùa Chúng nó lại túm lại một chỗ xì sao? Thủy chẳng quan tâm Bởi lẽ chỉ cần có mẹ nó bên cạnh Thì chả có thứ đồ chơi bánh kẹo Hay những lời bàn tán gì Làm lay động được nó cả Vài ngày trôi qua trong yên bình Thủy vẫn quấn quýt bên mẹ Nó bắt đầu được sống như một đứa trẻ thực thụ Cô chả cũng quan tâm nó hơn Bởi vậy mà nó lúc nào cũng quấn lấy mẹ không muốn rời Cảm tưởng khi mẹ nó biến mất Thì quãng thời gian đen tối kia Lại lặp lại một lần nữa Trời trở về chiều Mây vàng vẫn vơ vắt ngang nền trời Thủy bỗng chạy vào nhà khóc toáng lên Mẹ ơi! Mẹ! Con bị sao ấy? Hay con vắt nó chui vào mũi con rồi? Nó sợ hãi kêu lên Cô chả đang ngồi trong bếp chạy ra cúi xuống trước nó Thủy vừa chạy vừa ngẩng đầu Hai tay khum lại Cố chặn lại máu đang tràn ra từ bên mũi phải Máu chảy từ mũi xuống cằm nó đỏ lòm Cô chả gấp gáp hỏi Con bị sao thế này Sao chảy máu nhiều thế Thủy miếu máu ôm mẹ khóc Nước mắt nhễ nhã hòa vào máu rơi xuống đất Cô chả nhìn nó một hồi rồi chợt đứng phát dậy vào trong bếp Chỉ thấy chưa đầy 10 phút sau Cô bưng ra một bát nước ngả nâu vàng đang tỏa hơi ấm nóng. Cô trả lấy khăn lau sạch máu trên miệng nó, nhẹ giọng Chắc còn bị bệnh thôi, cứ uống thuốc đi rồi vào nằm nghỉ. Uống rồi sẽ khỏi sớm để đi chơi với mẹ. Thủy nắm chặt tay mẹ nhìn vào bát thuốc. Nó lại ngước lên mẹ, mẹ nó chỉ đứng im. Nghĩ ngợi một lúc, thế rồi nó vẫn ngoan ngoãn đón lấy bát thuốc tù ứng ực. Vừa xong, nó đưa bát cho cô trả và ngáp ngắn ngáp dài. Một lối đi vào phòng ngủ, cô chả nhìn theo nó mỉm cười. Nhoáng cái đã đến khuya, tiết trời lành lạnh, gió vẫn lùa hun hút bên ngoài lạnh lẽo. Trong cái ảm đạm ấy bỗng vang vang tiếng của một đứa trẻ. Nó cứ gọi mẹ ơi, lặp đi lặp lại, đều đều một cách yếu ớt. Trong căn phòng ngủ ấm áp kia, cô chả đã nghe rõ một một, đó là tiếng của con bé Thủy. Nghe thứ tiếng lành lành giận người ấy cô bất giác cuốn chăn thật chặt đôi mắt dù hoang mang nhưng vẫn toát lên vài tia sắc lạnh lại mấy ngày trôi qua cái bệnh của thủy mà cô chả nói chẳng mấy thuyên giảm nó vẫn uống thuốc đều đều người nó ốm nhom sơ xác ngày ngày chỉ loanh quanh mấy góc nhà tối om tìm mẹ như một đứa tự kỷ mặc thế thằng hai vẫn léo đéo theo sau chị từng bước một hai đứa bé cứ rú rú trong nhà với nhau ngày qua ngày cho đến chiều kia Thủy sau một giấc ngủ mê mệt tỉnh dậy Hai con mắt của nó lại nhanh nhau trở lại Nó thấy ngay mẹ ngồi cạnh giường nó Ngay lập tức nó bổ nhào ôm chầm lấy mẹ Kêu lên mừng rỡ Mẹ đi đâu thế? Sao bà nãy còn gọi mái mà mẹ chẳng trả lời Mẹ nó chỉ ôm nó vào lòng Trong lòng mẹ không phạt ra hơi ấm Nhưng Thủy vẫn thấy ấm áp lạ kỳ Cô trà đứng ở bực cửa trông thấy cả cô lại run run bần bật như sợ hãi, như tức giận. Cô chạy xuống bếp điên cuồng hét lên, xô đổ mọi thứ trên bàn. Cô bổ nhào vồ lấy và ném túi thuốc bà thầy đưa xuống đất gào lên. Khốn nạn, đã như thế mà nó vẫn chưa cút đi, sao tôi lại khổ thế này? Nói rồi cô rít lên, vỏ đầu rối tung ngồi làm nhạc. Rồi cô chợt dừng lại, hai mắt đỏ lên thất thần. Cô ngồi vào một góc run rẩy không ngừng. Và một ngày mấy tháng trước Cô Hiền vội vã chạy lên đồi Sốt sáng mở điện thoại Chỉ thấy hiện lên một tin nhắn Em không thiết sống nữa Cô Hiền càng hoảng liếc ngang liếc dọc tìm cô trả Đêm ấy không có trăng Đường đồi dài rằng giặc chạy thẳng vào đêm đen Cô Hiền chỉ còn cách dựa vào trí nhớ để lần mò Gió và hơi lạnh của núi đồi phả vào người Làm cô rét run cầm cập thế nhưng cô vẫn kiên quyết muốn đi tìm em trong lòng thầm mắng đưa em gái dại dột cô chạy đến một bãi cỏ nhỏ treo leo bên sườn đồi quả nhiên cô chả đang ở đó thấy chị gái đến tìm mình cô lại khóc lóc chị hiên em không muốn sống nữa đằng nào không có tiền thì chúng nó cũng sẽ giết em em không muốn sống Cô cứ quỷ sát vào vách đá treo leo Gào khóc thảm thương Cô hiền thấy em gái cứ mãi ngu soạn như thế Lên sừng sổ bước tới Càng đi cô càng tức giận trời Mày hết thuốc chữa rồi chả. Tao đã hết lời khuyên với mày Mà mày đâu có nghe Mày đi cắm, nợ nần khắp Chỉ để gỡ hai đồng bạc rách của mày Mẹ có thể chiều con như thế Còn tao thì không được Làm gì có ai nỡ để hai đứa trẻ bé tía Ở nhà chỉ để đi tìm mày đâu Cô chả nghe lời mắng chửi vẫn bảo thủ Chị gái có thể thấy việc đánh bạc là phạm pháp Nhưng đối với người lười lao động như cô Thì đấy là cơ hội để đổi đời Vì thế mà khi nghe lời chị nói Cô ta đã quay lại vằn lên Đâu có ai đỏ mãi được Làm gì cũng có thất bại Nếu như có tiền để trả nợ Thì em sẽ không phải bị chúng nó dồn đến bước đường này Lúc đấy em sẽ có cơ hội gỡ lại Chị Hiên Chị cho em một cơ hội đi chị Hiên nếu gỡ lại được em sẽ giúp chị lo cho hai đứa nhỏ em sẽ mua đồ mới em sẽ cúng cho mẹ thật nhiều đồ ăn ngon để bà yên lòng cô hiền nghe những lời bảo thủ này của em gái liền nổi cáu đã đến lúc như này mà đứa em vẫn nghĩ đến chuyện gỡ gạc cô đã nghiện đến không có lối thoát kể cả người mẹ già đáng ra phải được con cái phụng dưỡng cũng bị đứa em nghiện cờ bạc này bắt đi làm để trả nợ cho mình cuối cùng bà ôm nhục nhã đến tức tuổi mà mất trong đầu cô hiên cứ thể hiện lên vô số tội ác mà đứa em gái này đã làm lại nhìn lên khuôn mặt ấy chỉ thấy sự điên cuồng không thoát ra được cô nắm chặt tay đẩy đứa em đang quỳ rạp dưới đất ôm chân mình ra dí tay vào đầu không có cơ hội nào hết cày và cờ bạc đỏ đen kiểu gì trước sau cũng tán ra bại sản Mày trước vốn thông minh Mà sao bây giờ lại đang nông nỗi này Cô đói xong bực tức quay đi Nhưng cô chả đang ngã lăn dưới đất Không chịu được nữa Liền vùng lên nắm lấy vai chị gái lắc mạnh Cô nghiến răng gần từng chữ Nhưng nếu bà không đưa tiền cho tôi Chúng nó sẽ giết tôi mất bà có nghe không Bà chẳng làm được tích sự gì cho tôi cả Suốt ngày chỉ chăm con chăm con Còn đứa em gái này thì sao Tại sao nó mắc lỗi mà chỉ nhắc nhở rồi cho nó cơ hội sửa sai Còn tôi thì không Tại sao hả Hiên? Mày không hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề Mày làm gì thế? Buông ra Cô Hiền thấy lực tay trà càng mạnh Thì hốt hoảng Vội nắm tay định thoát ra Nhưng chút lực của cô chẳng là gì Đối với một người đang điên cuồng Như đứng giữa ranh giới sống chết như cô trà Mắt cô trà hẳn lên tiêm máu Ác liệt nắm vai chị gái lắc mạnh Tiếng dẫm trên nền đá cứ lục cục vang lên Hai người xô sát nhau ngay trên vách đá treo leo của ngọn đồi Bỗng, chân cô hiên như hứng mất một nhịp Cả người ngả về sau Sau lưng là cả một vách đá sâu toàn đá nhọn Cô trả cười nham hiểm Bà đã chẳng giúp gì được cho tôi Thì sống làm quái gì cho chặt đất Bướng chân Ánh mắt cô đầy thâm độc Cô cười lạnh Chỉ nghe cô Hiên nói mày không được hai đứa trẻ chưa để cô nói hết cô chả đã dùng sức đẩy mạnh xuống cô hiền ngã ngửa ra sau gió cứ thốc ổ ồ lạnh cả sống lưng đầu cô như tê dài đi thoáng chốc trong trí óc chỉ hiện lên hình ảnh thủy với hai nhưng rồi những mảnh kỷ niệm hạnh phúc ngắn ngủi ấy cũng chìm đi theo tiếng tan vỡ chẳng biết đã được bao lâu cô hiền mơ hồ tỉnh dậy Máu từ đầu từ vai chảy thành vũng Hai tay cô đau đến điếng người như đã bị đập vụn ra Không thể nhấc lên nổi Ấy thế mà cô vẫn gắng cưỡng bỏ lết trong vũng máu bầy nhảy Cô vẫn đường có khao khát sống mãnh liệt Cô phải gặp lại con Tiếp tục che chở những đứa trẻ bất hạnh mất cha ấy Mùi máu tươi dụ một đàn chó hoang đi đến Cô mở mở thấy được con nào con ấy cứ gãy trơ xương Như đã một thời gian dài không có gì bỏ bụng Chúng nó thấy cô vẫn đang vùng vẫy thì chỉ giáo giác nhìn, thay phiên nhau lại ngửi xem có phải là đồ ăn được hay không. Cô sợ hãi nhưng không thể đứng dậy, chỉ có thể lết đến một gốc cây rồi kiệt sức không nhúc nhích được. Đám chó bám theo tưởng cô đã chết vội chạy lại cắn thử. Một con, hai con, rồi cả chục con xô lại sâu xé. Tiếng xé thịt cứ vang lên trong rừng cây u tối. Gió thổi mây vần trăng giờ mới sống dậy đỏ ngầu như màu máu gió lướt từ trên tầng không xuống mảnh đồi hoang vắng cuốn theo mùi máu tanh cây cối múa rối rít lá bị cuốn xuống đất loạt soạt cả khu đồi như xôn xao như vội vã lạy chị lạy chị chị tha cho em đi chị em biết em sai rồi em không có cố ý đầy ngã chị chị tha cho em trong căn phòng bếp tối tăm cô chả ngồi co người giọng đầy sợ hãi cô thắp lên một mồi lửa châm xuống đống vàng mã quần áo giấy tiền bị bắt lửa cứ cháy phừng phừng ánh lửa hắt lên khuôn mặt đầy kinh sợ sau mái tóc bù xù cô liên tục nằm nhà một mình trong góc bếp như thế từng giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống đất lạnh cô chả vẫn không dám đứng dậy một mực quỳ ở đấy cầu xin chị gái buông tha cho mình bỗng soạt một tiếng cô chả giật nảy mình quay lại Chị thấy con bé Thủy đang đứng ngay cửa bếp Cô vội lau bớt nước mắt hằn học nhìn con bé Thủy lấp liếm nhìn cô Rồi vội rút ra một que nến trên giàn Chạy tót ra ngoài Thủy chạy được ra giữa nhà Thằng hai thấy chị ra thì hét lên phấn khích Nó hỏi xem chị có cầm theo cây nến ra không Thủy gật đầu Cơ nến lên rồi bảo Có nến rồi, làm nốt thôi Hai chị em đã xì xào to nhỏ từ chiều tới giờ Thì ra là đang cùng mẹ làm một mâm ngũ quả Mâm ngũ quả mà hai đứa trẻ bày lên chẳng phải to gì Gọi là ngũ quả cho to Nhưng thực ra là hái được quả nào đặt quả ấy Trên mâm có một nải chuối bé ti ti Cài sen vào đó là những quả mâm xôi Quả quất, quả bưởi nhỏ mà Thủy cất công hái được Nhìn mâm quả nhỏ trước mắt Hai đứa bé thích lắm Hai đứa nó ngây ngô định thắp cho bà một nén hương Như muốn khoe với bà thành quả này Nhưng vì lâu nay cô trà chỉ mải cày và cờ bạc Chẳng biết hương khói gì nên chẳng có đến lấy một nén hương Thủy lại nghĩ ra dùng nến thay thế Thế là nó đốt lấy một cây nến bé bé Ánh lửa hồng hắt lên hai khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười tươi Thủy nhìn lên tấm vẽ chân dung của bà trên ban thờ Vẫn là ánh mắt hiền từ ấy Thủy khẽ lẩm bẩm con làm mâm quà đẹp không? Tết này không có bố, nhưng mẹ đã về đây với con rồi. Tết này nhà mình chắc sẽ vui lắm. Thì nói ra hết thảy những hy vọng xa xôi, hai mắt nhắm lại tưởng tượng cảnh xung vầy sẽ ấm áp đến nhường nào. Thằng hai cũng bắt trước chỉ khấn vái rồi nhắm nghiền mắt ngây ngô. Một ánh lửa hồng leo lét, khẽ ngả theo chiều gió. Một ánh lửa nhỏ nhưng sáng lên biết bao nhiêu khát khao được hạnh phúc được yêu thương. Thủy cứ đứng mộng tưởng chẳng biết máu mũi đã chảy ra từ khi nào, máu ấm nóng chảy vòng qua miệng rơi xuống đỏ cả áo. Cô trà chả đã chạy chuốc gọn gàng đi từ trong nhà ra, thấy Thủy lại chảy máu mũi, cô ngồi xuống bên cạnh nó nở nụ cười hiền hậu. "Thủy, bệnh con lại phát rồi, để cô lấy thuốc cho." Thủy từ từ hé mắt, bây giờ nó mới để ý đến mùi máu tanh ngoan ngoãn lấy khăn giấy bịt một bên mũi lại cô trả từ trong nhà trở ra tay bưng một bát thuốc và hơi ấm nóng cô ngồi xuống cạnh thủy con bé vẫn cứ nhìn chân chân đôi mắt tròn xoe mở to ra như nghĩ ngợi cô ơi con không muốn uống thuốc cô chả vốn đang cười hiền hậu bỗng trùng xuống cô nhìn khuôn mặt còm quát của con bé lạnh nhạt tại sao Đôi mắt cô trợn lên bắt đầu tỏ vẻ khó chịu Thủy nắm chặt vai thằng hai lùi về sau ấp úng Con... con không uống Mỗi lần uống thuốc mẹ con lại biến mất Con không muốn xa mẹ Cô trả gắt lên Con có biết không uống thuốc Đã sẽ không khỏi bệnh được không? Bệnh con nặng lắm Uống, phải uống Càng về cuối câu cô càng gằn lên Bàn tay đun đầy đưa bát thuốc vào miệng nó Thủy ngoan ngoãn đứng im Nhưng miệng thì ngậm chặt lại không cho thuốc vào Cô chả tức giận dí thật mạnh Thậm chí vỗ đến bóp mạnh hai má để nó chịu mở mồm Thủy không chống lại được lực tay của cô chả Nước thuốc tràn vào miệng Nó định ngoan ngoãn uống hết để cô vui lòng Nhưng nghĩ đến cảm giác lạc lóng khi mất mẹ Nó kiên quyết đẩy tay cô ra Bát thuốc trên tay cô trà bị hất đổ Cái bát sứ vỡ tan Nước lênh láng trên nền nhà Thủy hái hùng lùi về sau cố dựa vào mẹ Cô Hiền lúc nào cũng đứng sau con Nhưng đến hôm nay mới mở miệng dịu dàng Con không bị bệnh Con ngủ trên đồi nên bị vắt chui vào mũi Là cô chả cố ý xin vào lý do này Ép con uống thuốc Để mẹ con mình xa nhau Thủy nghe thế thì như vỡ vụn Nước mắt nó trực trào trong tuyệt vọng Hóa ra cô nó chẳng bao giờ muốn nó hạnh phúc cả Thế giới của cô chỉ có một vòng luận quẩn Giữa cờ bạc và tiền Cô chả thất thần nhìn bắt thuốc vỡ tan dưới đất Giờ cô lại hàn học nhìn Thủy Thủy khóc rưng rức lùi về sau kinh sợ Cô, cô tha cho con, con không muốn xa mẹ Thủy hòa khóc, cô trả vội bỏ đến lau nước mắt cho cháu an ủi Con ngoan, không ai đánh con cả, không ai đánh con Con là con của mẹ Hiên Con là con của mẹ Hiên Cô cố ý miết tay trên đôi gò má gầy của Thủy cười man dở Nhanh như cắt vỗ lấy mảnh bát vỡ đâm vào đứa bé Con bé lúc này như bị nhập Kéo thằng hai cúi xuống tránh đòn Rồi nó nhanh chân ôm lấy em phóng vào màn đêm u tối Chàng đỏ ối treo lơ lửng trên đồi Trên đồi nổi gió Cây cỏ như khua lên theo nhịp chân chạy Thủy cóng em vô thức trèo lên đồi Nó cứ trèo thật cao Thật cao lên mỏm đá dốc Đến một bãi cỏ nó trượt chân ngã nhào Cô chả vẫn kêu gào điên loạn phía sau Tiếng chửi chuông ngoa đánh đá ngày một gần Thủy ôm em sợ hãi đẩy lui người ra sau Cô chả đã dồn lại gần Hai mắt hẳn lên sát ý Mặc cho máu trên tay đã tí tách nhỏ xuống đất Cô vẫn lăm lăm cầm mảnh bát vỡ Cô chỉ vào Thủy đổ hết tội lên đầu nó Mày, chính mày là cái nặng vì hai đứa mày mà bà Hiên không chịu đưa tiền cho tao Chúng nó đang lùng sục tìm tao mày có biết không Chỉ ít tiền còn con trong hòm đấy sao đủ được Tao giết mày Cô cầm lên hùng hồ sông đến Hai đứa trẻ co rúm người khóc lóc Nhưng rồi cô lại khựng lại Mảnh bát vỡ trên tay rơi xuống Nụ cười nham hiểm vẫn treo trên khuôn mặt À ta biết rồi, ta biết rồi Cô thì thầm khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng Sao tao không nghĩ ra sớm hơn Bây giờ trẻ con cũng được giá lắm ấy chứ Thủy Kinh hãi lùi ra sát vách đá Nó đối với cầu xin cô tha cho hai chị em Cô chả không nghe Nhất mực sấn lại Nắm lấy tay hai đứa bé lôi đi Cô cười tận Còn ngoan con ngoan Hãy còn giúp cô lần này đi Chỉ một thời gian thôi Gỡ được Cô sẽ chuộc hai đứa về Thủy không nghe Nó biết thừa nếu như nghe lời cô Thì chỉ có đường chết Cô chả đã bị cờ bạc tha hóa đến ghê tởm Trở thành con quỷ khát máu từ lâu rồi Thằng hai cố giằng tay lại Đau đến nỗi khóc inh ỏi Cả hai bị cô trà điên cuồng kéo ngã lăn ra nền đá Đá mày xước cả da thịt Còn bé vẫn gắng đứng dậy Cắn mạnh vào tay cô Cô càng sôi máu bóp cổ nó Nhưng chưa kịp nói gì Cô đã bị thứ trước mắt làm cho cứng họng Cô hiền treo lơ lửng giữa vách đá Cả người cô bị gặm nham nhở Trông như một đống thịt bầy nhầy Chỉ còn có khuôn mặt Khuôn mặt đẹp dịu hiền với đôi mắt đen sâu thẳm Cô hiền nhìn em gái Sau bao nhiêu lâu Đứa em này chỉ ngày càng khát máu thêm Cô mỉm cười Chà Em đến đón chị đấy à Chị nhớ em lắm Chị lạnh lắm Hay là em ở đây với chị Cô trả á khẩu bùn rùn ngã ngửa về sau Cô đẩy chân để lui ra xa Nhưng biết không thoát nổi Nên lại quỳ rạp xuống đun đầy Chị tha cho em Chị ơi biết lỗi rồi chị Chị tha cho em Cô hiền nghe hết câu tức đến nghiến răng kẹn kẹt, kẹt. <laughs> Tha Tha mày Thế lúc Thủy nó xin mày Mày có tha cho nó không mày đẩy chị mày xuống dưới này không hề biết hối hận. suốt mấy tháng qua tao nhớ nhà mà không về được. đến hôm thấy con thủy đi trang châu tao mới nhảy theo lưng châu đi về. tại sao mày không đến đón tao? cô chả sợ hãi dập đầu xuống đất cầu xin. càng thế cô hiền càng chửi mắng. hai đứa trẻ ôm nhau à khóc. tiếng khóc kinh động đến bảy chó hoang trên đồi. chúng nó xô tới sủa loạn lên. cô chả kinh sợ quay lưng chạy. Bởi đã ăn thịt người một lần nên đám này đã quen mùi Chúng nó không rẻ rặt như trước Mà rủ nhau xông thẳng lên Đẩy ngã cô xuống đất Cô vừa ngã ra chưa kịp làm gì Mười mấy con chó hoang đã xô và cắn xé Tiếng hét thảm của cô trả vang lên giữa đồi hoang Máu bắn ra tung tóe Thịt vụn bị chúng nó giằng co Rơi cả ra ngoài Thủy thoáng ngửi được mùi máu tanh trong gió Nó cũng khiếp đảm vô cùng Vài ba hòn đá bị xô lan xuống vách đá sâu Nó sợ hãi nhìn về phía trước Đàn chó đã chắn đường đi Chốc nữa chắc cũng đến lượt hai đứa trẻ Thủy nhìn mẹ Cô hiền sợ đàn chó nhưng vẫn chịu mến nhìn con Cô dịu dàng xoa đầu hai đứa Bàn tay mẹ lạnh như băng Nhưng đối với Thủy Cái xoa ấy đã làm nó bình tĩnh lại Cô bắt đầu ẩn hiện rồi mở dần Lúc sắp biến mất cô bảo với chúng nó Mẹ đã đánh động cho người ta chốc nữa hai đứa sẽ được cứu ra mẹ không ở cạnh hai đứa được nữa rồi cô cứ tan dần trong đêm đen khi chút ánh sáng còn lại trên khuôn mặt hiền diệu ấy sắp tắt đi thủy bỗng phản ứng lại nó gạo lên tuyệt vọng mẹ mẹ Còn muốn sống với mẹ mẹ cho hai chúng con đi với thế giới này không ai đón nhận con cả nước mắt lá trá rơi xuống thằng hai cũng khóc thật to rồi như suy nghĩ điều gì Nó nhìn em thủ thể Chị em mình đi với mẹ đi Tết năm nay bọn mình sẽ ở với mẹ Thằng hai nín tịt gật đầu Thủy liền không nghĩ gì thêm nữa Ôm em nhảy vút lên Mặc cho vách đá sâu ngay dưới chân Nó cố vươn lên Nắm lấy nguồn sáng cuối cùng Gió lạnh thốc tới sau lưng Hai đứa trẻ cười tươi rơi xuống vực sâu Bóng tối ôm trọn hai đứa nhỏ Như cái ôm dịu dàng ấm áp của người mẹ không có nỗi sợ nào cản trở được hai đứa nó nữa Trăng treo lơ lửng như con mắt sáng ngời Trăng trông thấy hết Mạnh đời bất hạnh cứ kết thúc như thế Nhiều năm trôi qua Trên ngọn đồi lộng gió Có hai người thanh niên chạc tuổi chạy đùa vui vẻ Con trâu nhảy tung tăng theo sau Cái bụng trông như quả sim chín Cứ lắc lư, lắc lư Hoàng cười với thư, bảo Này, không ấy bỏ hai con trâu cho nó tình tứ với nhau ở đây còn bọn mình lên kia ăn chưa cái đói quá thư nghe thế cũng phụt cười. cười mày điên rồi hai con trâu cái mà ờ ờ uh, thì đấy thôi lên ăn trưa đi hôm nay được mẹ bọc cho nắm xôi gà thoải mái ăn dứt lời hoàng không để thư nói gì nắm tay cô kéo tít lên mỏm đá trên đồi trên đồi gió xuân lướt ngang làm anh thoải mái vô cùng không hiểu sao anh lại thích làn gió này đến thế Phải chăng là mỗi lần gặp gió xuân Anh lại thấy hoài niệm, nhớ nhung Nhưng để nói cụ thể là nhớ gì Anh lại không rõ Thư vừa ăn vừa nhìn anh Nhìn kiểu này À, chắc tại có cô nào làng bên rồi đây mà Mày im đi, tao cũng chẳng biết nữa Hoàng trống cằm nhìn xa xôi Đổi cứ ôm um tùm xanh màu trời mới Trời trong cao vời vợi chìm rủ nhau hót tấu lên bài ca xuân tha thiết yêu đời thư thì vui phơi phới còn hoàng cứ thở dài chợt anh lôi ra một quả bóng đồ chơi khoe với thư mày nghĩ đứa em gái của tao thích chơi cái này không thư tỏ mò liếc sang quả bóng nhỏ xinh làm thư muốn cầm thử cô liền bày ra bộ mặt hí hửng đẹp thế này tao còn thích thôi cho mình mượn tí nào thư với sang Hoàng bất ngờ giơ lên cao cười khẩy. Mày lại tính trông luôn chứ gì? Nói cho mà biết đây là quà Tết tao mua cho em đấy, đừng có hỏng. Thì xem thôi mà, mượn tí xem thôi. Thư vẫn cố với theo lấy quả bóng, Hoàng bị áp sát tự nhiên ngây ra. Quả bóng bất ngờ tuột ra khỏi tay, lăn xuống vách đá. Hành hốt hoảng. Thôi chết, rơi mất rồi. Thư vội cúi xuống nhìn nhăn mặt Chết, xin lỗi bạn, bất cẩn quá mà Thôi được rồi, chỗ này trước tao phát hiện ra chỗ xuống Đi thôi Hoàng theo thư đi qua một lối vòng vèo đầy đá nhọn Đi xuống đến nơi Anh đã thấy quả bóng mắc trong kẽ đá Thư bàn nấy đi xuống vô tình chẹo chân Nên không đi tiếp được Chỉ ngồi đấy chờ anh Hoàng lần mò vào đến nơi Anh lấy cành cây tròi lên kẽ đá Quả bóng bật ra lăn đi Anh đuổi theo nó ra tận một bãi cỏ Bãi cỏ rộng xanh rì rì Múa may trong gió Hoàng đường ngỡ ngàng Bỗng có một đứa trẻ chạy ngang qua Đón lấy quả bóng đang lăn trên đất Hai người nhìn nhau Anh bỗng thấy cô bé thân quen đến lạ Đôi mắt nó như chứa điều gì xa xăm Trở về hôm ấy Gió thốc đến lạnh lẽo Làm hai bên tay thủy ù đi Nhưng nó nhanh chóng tỉnh táo lại Trong những giây phút ngắn ngủi cuối cùng Nó thầm nghĩ nếu như cứ chết đi như thế thì thế nào? Thằng hai đã khổ từ bé. Nó khác với Thủy. Con bé được sống hạnh phúc với cả bố và mẹ được tận mấy năm cơ mà. Không để cuộc đời của em trai cứ kết thúc vô nghĩa như thế được. Nhất định phải có một ai đó yêu thương nó. Nghĩ rồi Thủy trở mình. Tiếng va đập vang lên làm thằng hai òa khóc. Nó không chết bởi chị nó đã đỡ cho nó rồi. Nó ôm lấy chị, gọi chị trong vô vọng. Thủy dùng chút sức cuối vuốt má em thủ thì Chị cũng muốn sống lắm Nhưng chẳng ai cho chị sống cả Sống không có tình thương không phải là sống Nó nói rồi từng chút một lết đến một gốc cây Hai cánh tay ôm chặt vào đó thở khó nhọc Thằng hai léo đéo chạy theo Nó vừa khóc nhế nhá vừa rút vào người chị Hai mắt thủy tuôn ra hai hàng lệ đỏ Máu chảy thành vũng dưới thân cây Ánh sáng cuối cùng nằm gọn trong tay nó cũng chợt tắt. Trong cái tối tăm của cỏ cây bỗng vang lên một tiếng hát ngây ngô của đứa trẻ. Con bé Thủy trợn mắt trắng giá, mấp máy môi. Còn ngủ là ngủ cho say, do tình máu mổ đắng cay. Vừa được nửa câu, con bé đã cục xuống. Thằng hai càng hòa khóc ôm chầm lấy chị, mặc cho chị nó bây giờ chỉ là cái xác cứng đơ. Đấy đã là mảnh ký ức cuối cùng in hẳn trong tâm trí nó. Ánh đốt ngày càng sáng, ánh sáng vàng ấm áp soi rọi cả vách đá vốn tăm tối. Người làng đã đến rồi. Hoàng đương nhiên không nhớ được những ký ức xa xôi ấy. Trong đầu anh chỉ vang vọng một câu hát rất lạ, nhưng cũng thật thân quen. Anh hỏi đứa bé. Đứa nào lại đi lạc vào đây thế này? Em con nhà ai? Tên gì? Cần anh giúp không? Để bé lặng im mỉm cười Mãi sau nó mới nói Em tên Thùy Con mẹ Hiên Nhà của em ở kia thôi Em tự về được ạ à? Nó nói rồi chỉ về phía gò đất toàn cây Hoàng nhìn đứa bé đó chẳng hiểu sao không nói nên lời Nó trộm nhìn anh ấp úng Anh Anh làm sao Anh tiến lại ngồi xuống gần nó Nó rụt rè nhìn nhí trong cổ họng Quả bóng đẹp quá từ bé đến giờ em không có đồ chơi đẹp thế này Không ấy anh Anh cho em cái này Hoàng không ngần ngại gật đầu Thủy thấy thế thì reo lên vui sướng Cảm ơn rối tiết chạy đi khoe với mẹ Nó nhanh nhào len vào đám cỏ Anh không nỡ thấy nó đi vội giơ tay định nói gì đó Nhưng rồi lại khựng lại Con bé quay lại đôi mắt tròn xe nhìn anh Chịu mến Hai ơi mày được sống thực sự rồi nó cứ rối rít trèo lên như thế rồi len vào bụi cỏ chạy về phía cây cổ thụ xa xa Hoàng thất thần nhìn theo bóng lưng bé nhỏ cho đến khi tiếng thư gọi anh mới giật mình tỉnh lại thấy Hoàng trở ra mà không cầm bóng Thư ngạc nhiên sao thế không lấy được à, à uh, um, không lấy được nó mắc tít trên hòn đá phía trên cơ Thư thốt lên ấy thế là mất à còn hàng nữa không Tao đưa mày tiền mua quà khác Một phần lỗi cũng do tao mà Hoàng lắc đầu Thôi kệ đi chẳng sao đâu Tao tặng nó cái khác được mà Rồi anh dục thư về Hai người đã đi tít ra chân đồi Anh vẫn cố ngoảnh lại nhìn xem Đứa bé có còn đứng đấy nữa không Anh thấy đứa bé ấy quen lắm Nhưng chẳng thể nào nhớ ra được Về đến nhà Hoàng thấy con bé Nhu Đang ngồi chơi đồ chơi giữa nhà anh ngồi xuống khẽ giật đồ chơi trên tay nó Quay vòng vòng Còn bé khó hiểu nhìn anh trai Đột nhiên anh vô thức mở lời Nhu này Nếu bây giờ có hai đứa bé vừa hôi lại vừa bẩn Mà dám nhân lúc em không để ý mà cướp đồ chơi của em Thì em sẽ làm gì Con bé mở mắt tròn xe ngạc nhiên Nó không biết anh nó hỏi với mục đích gì Nhưng vẫn trả lời Anh chả bảo với em là Trao đi yêu thương và được nhận lại yêu thương Mới là cuộc sống có ý nghĩa còn gì chỉ cần họ rửa sai thì em cũng sẽ tặng họ Hoàng gật cô hài lòng Câu nói của nó lại làm anh nhớ đến con bé tên Thủy ban nãy Anh tò mò quay sang hỏi mẹ Mẹ ơi, hồi bé con có tên đùa là gì thế? Bà Thiện ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như nghĩ ngợi Một lúc sau bà thở dài Không nhớ nữa, tao không có nhớ nổi nữa Đó giờ đã mười mấy hai chục năm rồi sao mà nhớ được Hoàng cảm ơn mẹ, đầu óc quay mỏng mòng. Anh định đứng dậy vào phòng thì bị Nhu kéo tay. Nó thì thầm với anh. Bố đang làm mâm ngũ quả đấy. Anh em mình lên làm cùng đi. Em biết thừa anh xung phong chăn trâu hôm nay là bị chị Thư rồi. Anh mà không đi á, em sẽ nói cho cả thế giới biết. Hoàng bị nó trêu thì trột dạ đến đỏ mặt, đành phải đi theo nó. Mầm ngũ quả mới bày xong đặt lên bàn thờ. Mâm quả đủ đầy lại răng lên toàn đèn nhấp nháy lung linh sắc màu. Còn bé Nhu thích lắm, nó nhảy cẫng lên đập tay với anh. Hoàng lại trông mâm ngũ quả. Năm nay, anh lại được đón cái Tết ấm áp với gia đình. Chỉ có thế thôi, anh bất giác mỉm cười hài lòng. Chợt đèn điện tắt ngúm, điện mất đột ngột làm gian thở tối om. Nhu xuống người vội ôm vào chân anh trai. Hoàng cười ha hả định trêu, nhưng thấy nó méo máu anh lại ôm nó vào lòng an ủi. Làn gió nhẹ thoảng qua Làm ra đầu anh khẽ tê dại Anh nhìn lên gian thờ Một ánh lửa leo lét trong nền u tối Sáng vàng hắt lên mặt hai anh em Ánh lửa ấm áp như lời ru của mẹ Cái ôm của chị Hoàng thấy được Những ký ức xưa cũ ủa về Và hiện lên ngay trước mắt Cái mầm ngũ quả nhỏ bé sơ sài Cái que nến bé tí trước tấm ảnh thờ người bà đáng kính Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí Làm anh nhớ tha thiết một ánh lửa hồng ấm cúng như gia đình À Nhớ ra rồi còn nhớ ra rồi Còn là hai Con tên là hai Thằng hai con mẹ hiên Thằng hai em chị Thùy Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Thanh Tâm Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai Sữa máu của tác giả Kiến Lương Tí nhấp nhộm đứng trước cửa nhà Chốc chốc lại chạy ra ngoài ngõ rồi lại chạy vào Mặt trời nắng trang trang trên đầu Cả người nó ướt đẫm mồ hôi Bốc mùi nồng nặng Làn da đen nhẹm nhớp nháp trông bận ơi là bận Mẹ nó ngồi băm rau lợn ở mé sân Nhìn thằng con mà hoa mắt chóng mặt Lại thêm trời nắng nóng khó chịu nữa Nên chỉ muốn phi thẳng con dao trên tay vào người nó cho rồi Mày có đứng im một chỗ không hả tí Mẹ chặt luôn chân cho hết đường mà đi bây giờ Thằng Tý nghe mẹ quát Định cự cái gì đó Nhưng nhìn con dao trong tay mẹ Tự dưng nổi ra gà Bèn im bặt Nó đứng giữa lưng vào bức tường mốc meo song đôi mắt như hai hạt đậu Thì không rời cánh cổng lấy nửa giây Nó đang chờ đợi một ai đó Một người mà nó rất mong muốn được gặp Tiếng cót két vang lên Liền sau đó Thằng tí co chân chạy ảo ra hai cánh tay gầy trơ xương vòng ôm chầm lấy một đứa trẻ khác vừa bước vào thằng nhóc này cao to hơn thằng tý rất nhiều mặt trắng như trứng gà bóc trên người tỏa ra cái hương thơm chứ chẳng như cái mùi thum thùm phát ra từ người thằng tý thằng nhóc còn có vẻ không thích thằng tý nên lúc thằng tý định sán lại gần thằng nhóc đã vội vàng né sang một bên nhưng thằng tý mặc kệ vẫn cứ ôm thằng nhóc thơm tho kia không rời gương mặt rạng rỡ miệng cười toe toét để lộ hai cái răng cửa to tổ bố trong khi những chiếc còn lại trông chẳng khác gì răng chuột ấy vậy còn mọc không đều trái ngược với thằng tý thằng nhóc thơm tho kia lập tức đẩy nó ra gương mặt nhăn nhó khó chịu tay quệt vội mồ hôi trên trán rồi thủng thẳng đeo ba lô đi vào bên trong thằng tý không để ý đến thái độ đó của vị khách đặc biệt Nhảy chân sáo theo vào ra chiều thích thú lắm Phải Thằng nhóc đó chính là người thằng tí đang chờ đợi Chính là người thằng tí luôn khao khát được gặp Bố thằng tí dẫn thằng nhóc thơm tho vào phòng thằng tí nói Cháu ngủ ở đây với anh tí nhé Quân Giờ thì cất đồ đạc đi rồi ra rửa ráy ăn cơm Chắc là bác ấy nấu xong rồi đấy Bố thằng tí nói xong thì đi ra ngoài nhường không gian lại cho hai anh em làm quen với nhau. Quân là con nhà chú, em trai bố thằng Tý ở trên thành phố. Vì hè năm nay vợ chồng chú đi nước ngoài công tác nên Quân không còn cách nào khác, phải về nhà thằng Tý ở. Ba tháng hè dài đằng đắng ở cái nơi nhà quê khỉ ho cò gái này, đối với Quân mà nói chẳng khác nào bị cầm tù. Còn với Tý nó vui lắm, vì đây là lần đầu tiên nó được gặp đứa em thành phố mà trước đây nó chỉ được nghe qua lời kể của bố mẹ lúc quân chưa xuất hiện thằng tý đã thử mường tượng ra xem thằng em thành phố của mình trông như thế nào tuy nhiên dù có tưởng tượng bao nhiêu thì khi gặp mặt nó đều thấy ngỡ ngàng vì thật sự quân không giống với tưởng tượng của thằng tý quân ném chiếc ba lô xuống giường cái bịch nhìn đống quần áo bày bừa trên giường mà chẳng dám đặt mông ngồi xuống nhưng vì mệt quá nên cậu cũng cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, mông vừa chạm vào chiếc chiếu rách, cậu đã nhảy dựng lên, cả người co quắp như thể vừa chạm vào thứ gì kinh khủng lắm. Cái cái gì thế này? Quân Hoàng hốt nhìn thằng Tí, lúc này cũng đã chạy tới chỗ giường. Bỗng, thằng Tí khóc toáng lên, nước muối nước dãi đua nhau chảy xuống trông đến là gớm ghiếc. Thằng Tí vừa khóc vừa lật cái áo khoác trong đống quần áo ở trên giường lên nhìn đống bèo nhèo trước mắt lại càng khóc rống còn quân cậu vừa dúi mắt nhìn vào đã lập tức bụng miệng nôn oe trước mặt cậu là một đống con gì đó to bằng hai đốt ngón tay trơn nhẵn hồng hồng chúng lúc nhúc ngọ nguậy có phải con chắc do lúc nãy bị cậu ngồi chúng mà bẹp dí nát bét thịt máu lẫn lộn trông vô cùng tầm lộng quân không ngừng nôn Thằng Tí không ngừng khóc, trong phút chốc cả căn phòng chật chội trở nên vô cùng hỗn loạn. Quân đưa tay sờ đít quần mình, chợt nó nọẹ lần nữa vì trên đít quần cậu đang dính một chút thịt vụn lẫn máu của thứ sinh vật mà thằng Tí đang ôm vào lòng, kêu gào khóc lóc thảm thiết kia. Mẹ thằng Tí lúc này mới ở bên ngoài chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng đã hiểu ngay ra mọi chuyện, chỉ chẳng ngần ngại cầm cái roi mây Giáp sẵn ở góc nhà thẳng tay vụt vào mông thằng con Nuôi chuột này Cho chừa cái tội nuôi chuột này Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không chừa hả Tí Đi ra đây ngay Hôm nay mẹ cho mày khỏi ăn cơm luôn Mẹ thằng Tí vừa đánh Vừa lôi sỉnh sạch thằng con ra khỏi phòng Chẳng thèm đói hoài gì đến quân Vẫn đang chừng chừng Nhìn đống bầy nhầy ở trên giường Cái gì Đống đó là chuột sao cơn buồn nôn trào lên cổ họng quân lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo nghĩ tới ba tháng hè sẽ phải sống chung với lũ chuột mà chân tay rã rời cả người mềm nhũn gục xuống nền nhà bằng thứ đất bùn đen sì lạnh cứng cậu không hiểu sao trẻ con ở nông thôn lại nghĩ ra cái trò nuôi chuột kinh dị như vậy bình thường trông thấy chuột cậu đã sợ lắm rồi đằng này thằng tí còn nuôi bọn nó từ nhỏ nữa càng nghĩ quân càng sợ ra gà không thể chấp nhận nổi cái sự kinh dị của ông anh em họ mình. Quân ngồi thẫn thờ như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào mâm cơm đạm bạc chỉ có rau với cà, mà cũng tưởng tượng ra đàn chuột con nhung nhúc lúc nãy, không khỏi buồn nôn. Cậu nhìn thằng tí ngồi đối diện, mắt sưng húp vì khóc do bị mẹ nó đánh, nhưng vẫn và cơm vào miệng ào ào, ăn một cách ngon lành. Nhìn thằng tí quân chỉ thấy tầm lầm không hiểu nổi bọn trẻ con ở quê nghĩ gì Mà nuôi chuột con trên giường nữa Đúng là kinh dị hết chỗ nói mà Sao cháu không ăn đi Bố thằng Tý thấy quân chỉ ngồi im bèn hỏi Thức ăn không vừa miệng sao Thức ăn nữa Làm quái gì có miếng thức ăn nào Quân nghĩ bụng Xong lại không nói ra Chỉ rón rén gắp mấy hạt cơm còn sượng cho vào miệng nhai mái mới nuốt nổi Cậu thật sự không thể nuốt nổi cứ mỗi khi đựng nuốt xuống bụng hình ảnh của đàn chuột con bẹp dí trên giường lại hiện ra cơn buồn nôn cũng theo đó tìm đến ăn cơm tối xong quân chẳng làm gì nữa ánh mắt tìm đến căn phòng của thằng tý muốn vào nằm nghịch điện thoại nhưng lại sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng hồi chiều bác trai và bác gái cậu đã đi đâu rồi chỉ còn mỗi thằng tý đang lùa mấy con gà vào chuồng Cậu nhìn thằng anh họ vẫn thấy rùng mình Lại bắt đầu nhớ lại đàn chuột chết Nhưng Quân cũng không thể đứng ở đứng đây mãi được Một là vào giường đi ngủ Hai là tìm chỗ nào đó chơi Quân suy nghĩ một hồi Quyết định chọn phương án thứ hai Vì cậu thật sự không thể bước nổi vào căn phòng Của thằng Tý lúc này Nghĩ vậy Quân lên tiếng gọi thằng Tý Anh à, Anh Tý Mặc dù là em nhưng quân cũng khó khăn lắm Mới thốt ra được từ anh Trước một thằng oát thấp hơn cậu gần hai cái đầu Ở đây có chỗ nào chơi không Ở nhà Kinh lắm Quân vừa nói vừa nghĩ tới cái giường Toàn chuột chết của hai anh em mà rùng mình Thằng tí vẫn còn giận quân Không chỉ ngồi bẹp mấy con chuột Mà còn khiến mẹ nó Cho nó một trận bê xê lết nữa Nên không thèm trả lời Mặt hàm hàm đóng cửa chuồng gà sau đó cân cân đi thẳng về phía cánh cổng sắt đã hoen gì. Quân nhìn thằng tí bỏ đi khó chịu vô cùng. Cậu cũng chẳng mặn mà gì việc chơi với thằng anh còi cọc, xong bắt cậu một mình chưa vào phòng ngủ lúc này, quả thực vô cùng tàn nhẫn. Chẳng lẽ cậu phải xin lỗi thằng anh họ đó sao? Quân nghĩ, nhưng lại không thể mở miệng nổi. Vì nghĩ đi nghĩ lại thì thằng tí mới là người có lỗi với cậu trước cơ mà. Quân đang do dự Không biết phải làm thế nào Thì thằng Tý đi đến cổng đột nhiên khựng lại Nó không quay người lại Chỉ nói bằng cái giọng sang sảng xen chút khó chịu Không đi ra mà còn đứng đó Ờ... đi... đi... đi đâu? Quân không hiểu hỏi lại Thì đi chơi chứ đi đâu Thằng Tý nói rồi vụt vạc bỏ đi Quân sau một hồi bất ngờ Cũng đuổi theo thằng Anh Hai dáng người Một to một nhỏ chìm nghiệm vào màn đêm những cơn gió lao xao đưa cành đâu đó tiếng chó sủa gà kêu làm náo động cả con ngõ nhỏ nhưng đêm đen lại khiến bất cứ ai chìm trong đó cũng phải nổi ra gà thằng tý dẫn cậu em thành phố ra sân đình ở đây đã có năm đứa khác đợi sẵn đứa nào cũng còi còi hao hao như thằng tý vừa thấy thằng tý xuất hiện cả nhóm đã nhao nhao nhưng sau đó bèn đồng loạt im lặng Khi nhận ra sự có mặt của quân Ai đây tí? Một đứa hỏi Thằng tí nhìn cả đám rồi nhìn quân Đột nhiên cười toe toét Khác với vẻ khinh khỉnh Giận hờn lúc nãy Bây giờ thằng tí bất ngờ nắm lấy tay quân Kéo ra đứng giữa đám đông Gương mặt hớn hở giới thiệu cậu em Đây là quân Con nhà chú Tàu trên thành phố mới về Em ấy sẽ ở đây 3 tháng và ngủ cùng một giường với tao Quân nhìn thằng tí Chẳng hiểu nổi tâm trạng thằng anh sao lại đột ngột thay đổi như vậy Nhưng chỉ nghĩ đến việc ngủ cùng thằng tí trên chiếc giường đầy xác chuột Là cậu lại bất giác buồn nôn À, hóa ra đây là người em thành phố mà mày khoe khoang suốt cả tuần nay đó hả? Một đứa nhìn tí rồi nhìn quân chằm chằm từ đầu đến chân Người thành phố có khác nhỉ? nhưng mày dẫn nó đến đây làm gì một đứa khác chen vào hỏi để chơi với tụi mình chứ còn để làm gì thằng tý sáng giọng nhưng nó có biết chơi mấy trò của bọn mình không trước câu hỏi của thằng bạn tý quay sang quân nhăn mặt hỏi em có biết chơi trốn tìm không thằng tý hỏi câu này chẳng khác gì xúc phạm quân ai mà chả biết chơi trò này đừng tưởng mỗi trẻ con nông thôn biết chơi Trẻ con thành phố như cậu cũng chơi giỏi không kém Đương nhiên Quần nhún vai ánh mắt đầy tự tin Xong xuôi cả hội kéo nhau đến cây đa giữa đỉnh Chỗ này tối hơn chỗ lúc nãy Vì chiếc bóng đèn duy nhất không chiếu đến nơi Quần ngựa cổ nhìn lên cây đa Bất giác nổi da gà Một cơn gió sượt qua gáy Khiến cậu lạnh sống lưng Xong vì không muốn mất mặt với thằng tí Và đám bạn của ông anh Nên chỉ kín đáo hít vào một cái giữ bình tĩnh. Cả hội lúc này có sáu đứa con trai bắt đầu ăn tù tì để chọn ra người đếm. Chẳng hiểu hôm nay là ngày đen đủi của thằng tí hay gì mà mới lượt đầu tiên nó đã dính trưởng. Nó khó chịu úp mặt vào thân cây đa, giọng đếm văng vẳng khắp ngôi đình. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi một trăm bọn mày trốn hết chưa? ta bắt đầu đi tìm đây. không thấy tiếng ai đáp lời thằng tý yên tâm mở mắt và chuẩn bị đi tìm đám bạn trong lòng nó rất muốn bắt được quân chỉ để được lên mặt với thằng em thành phố của mình thật ra bộ đám chuột con bị quân vô ích làm chết vẫn khiến thằng tý khó chịu trong lòng nên nó càng quyết tâm bắt được cậu em của mình hơn. Thằng tí vừa đi vừa suy nghĩ Nhưng chưa rời gốc đa được hai bước đã hét toáng lên Toàn thân bất động Cùng với đó là cảm giác lạnh sống lưng Khi có thứ gì lạnh lạnh vừa vỗ cái bột vào lưng nó Tí run rẩy từ từ quay người lại Tim nhưng ngừng đập Cho đến khi nhìn thấy thằng Hiệp đang cười khúc khích Trước vẻ sợ hãi của nó Thằng tí ấm ức đá thằng Hiệp một cái cay đắng đi tìm những đứa khác Thằng Hiệp thoát rồi thì tỷ lệ thắng của nó đã bị thu hẹp lại. Nó không nhanh chóng tìm ra quân hoặc một trong những đứa còn lại thì tối nay nó sẽ tức mà không ngủ ngon được. Nghĩ thế trong khi thằng Hiệp ngồi thành thơi dưới gốc đa tí ba chân bốn cẳng chạy đi tìm những đứa khác. Thân hình còi cọc luồn lách hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn không bắt được ai. Tí ơi! Tao ủ rồi nhá! là giọng của thằng ốc tí cau mày không biết thằng nhói đó trốn ở đâu mà về ù nhanh vậy tâm trạng của thằng tí lúc này chẳng khác gì đêm đen lạnh ngắt và u ám tiếng chó sủa in tay nhức óc càng khiến nó nổi điên chửi động như một đứa con gái lắm mồm vậy không còn thời gian để chần chừ nó vạch lá cây đạp lên cỏ tiếp tục cuộc tìm kiếm những kẻ đang trốn trong bóng tối nhìn ra cười khanh khạch vào mặt nó một cách mỉa mai. Lúc này phát hiện lùm cây phía trước có đồng tĩnh, tí nín thở, rón rén tìm đến, trong bụng mừng thầm sắp tóm được con cá lớn. Bàn tay chơ xương đưa ra, định vạch đám lá cây rậm rạp. Cho đứa trốn bên trong một phen hú vía, nhưng mọi cái định của nó còn chưa thể thực hiện, thì trong đám cây, một con mèo đen tuyền phóng vút ra, kèm theo đó là những tiếng ngao ngao nghe mà sợn gai ốc thằng tý sợ quá ngã chổng vó miệng kêu la thất thanh chằm chằm nhìn con mèo con mèo cũng nhìn nó hai con mắt xanh lè sáng lên trong đêm khiến tim thằng tý đập thình thịch nó lại định co giò bỏ chạy song con mèo đã lao vút vào một lùm cây khác và biến mất trước mắt nó thằng tý thở hổn hển tay bất giác sờ lên ngực còn chưa thèm cả đứng dậy nó nhìn xuống đúng quần của mình may quá còn tí nữa là nó tè ra quần vì sợ rồi lúc đó thì xấu hổ chết mất nó vừa đứng lên vừa phủi quần áo lầm bầm số mình đen đủi hết bị thằng hiệp hù lại đến bị con mèo chết tiệt nào đó dọa cho xanh mật nó xỏ chân vào đôi dép tổ ong rách của mình hậm hực rời đi nhưng lại bất chợt khựng lại mũi nó bắt đầu hích hích người lấy người để người đến chỗ lùm cây lúc nấy con mèo trốn Thằng tí rón rén đi lại gần Cái mùi khó chịu càng sọc vào mũi nó Rõ ràng hơn Nó bất giác đưa tay bịt mũi Nhưng cái mùi vẫn không hề mất đi Lúc này Thằng tí run rẩy vạch đám cây ra Đột nhiên hai mắt trợn trừng Chân tay run lẩy bẩy Miệng ú ớ Quân Trong lúc thằng tí úp mặt vào gốc đa đếm Đám bạn của thằng tí đua nhau tìm chỗ trốn Quần lại lưỡng thứng khoanh tay đi bộ Cậu thích chơi trốn tìm thật Nhưng trở với đám nhóc này quả thực là không hứng thú chút nào Không hiểu sao cậu thấy mình lạc lõng ở đây Dù mọi người xung quanh đang rất vui vẻ Quần không biết bản thân có trụ nổi ở đây 3 tháng hè không Chứ bây giờ cậu đã bắt đầu thấy chán lắm rồi Quần quyết định tìm đại chỗ nào đó trốn Một chỗ mà thằng tí không bao giờ tìm được cậu Đợi bao giờ có đứa chết thì mới mò ra Quân không muốn chơi Xong cũng không muốn là người phải đi tìm đám nhóc nhà quê kia Thế rồi quân định một mình vòng ra sau ngôi đình Nhưng nhìn khung cảnh tối tăm lại có chút do dự Quân ngoảnh đầu lại Nhìn thằng tí vẫn đang úp mặt đếm ở phía xa Cũng chẳng còn mấy số nữa là xong Rồi lại nhìn bóng tối trước mặt Cuối cùng bặm môi bước đi Nơi tối một chút chắc chắn chẳng ai tìm ra cậu được Thằng tí có lẽ chỉ giỏi nuôi chuột Chứ chắc chắn vẫn là một thằng nhóc chết nhát Nên sẽ không dám vào mấy chỗ tối tối như này đâu Quân mỉm cười bước vào Lúc nãy quân đi tự tin bao nhiêu Giờ lại co quắp cả người lại Hai tay quàng vào nhau run rẩy bấy nhiêu Sao chỗ này lạnh thế không biết Lạnh hơn ngoài kia nhiều Hết kêu lạnh quân lại nín thở bởi thứ mùi y xì mùi chuột chết ban chiều đang sộc vào mũi chẳng lẽ ở đây cũng có chuột chết chết tiệt quân chửi thề sao cứ phải là đám chuột gớm ghét đó cơ chứ mùi chuột chết khiến quân khó chịu đưa tay bịt mũi nhưng vẫn không đỡ hơn là bao đến lúc không thể chịu đựng nổi quân dừng lại quay ngoắt người lại định trở ra trong lòng thật sự hối hận vì đã bước chân vào đây Nghĩ thế quần buông thóng hai tay Nắm chặt bàn tay Hai em răng nghiến vào nhau thật chặt Lấy quyết tâm và xông ra ngoài Quần hét toáng lên Cả người nhảy dựng lên Ngã nhào vào bức tường bên cạnh Tường lạnh quân càng run Nhưng thứ trước mặt càng khiến cậu run hơn Răng cậu va vào nhau lập khập Hai mắt trợn trừng nhìn về phía trước Trong miệng phát ra những âm thanh ú ớ cậu, cậu là ai? tớ là tốn người trước mặt trả lời quân khóe miệng nghe ra để lộ hàm răng trắng bóc nổi bật giữa đêm đen cùng lúc đó tốn vạch những lọn tóc mái xồm xòa trước mắt để nhìn quân rõ hơn còn quân vừa nhìn thấy con mắt của tốn đã chính thức ngã khuỷ miệng khóc lóc thảm thiết lắp bắp gì đó không rõ ràng ma tớ không phải ma tốn nhe răng cười tiến gần hơn tới chỗ quân tay tốn bất ngờ nắm lấy tay cậu cảm giác lành toát khiến quân càng khóc to hơn giấy giấy tay kết tốn ra ma 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 quân đang hét thì đột nhiên im bặt khi lúc này bàn tay nhỏ nhắn của cái tốn đã bịt chặt lấy miệng cậu tốn ghé sát vào tay quân nói im lặng sự đụng chạm này khiến quân chết đứng ý thức tê liệt hoàn toàn nghe lời tốn một cách bản năng Cậu trợn trừng mắt nhìn cái tốn Không dám thở Toàn thân run bần bật Bởi nỗi sợ hãi bao trùm Cậu không biết cái người tên tốn này là ai Và cũng không muốn biết Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà mà thôi Bị chặt được miệng quân rồi Tốn mới phóng mắt nhìn ra cho ánh sáng bên ngoài Đúng lúc bắt gặp thằng tí chạy lướt qua Đợi thằng tí đi qua Tốn mới thả tay bịt miệng quân ra thở vào À, mày thế suýt chút nữa đã bị anh tí tóm rồi. Quân ấy giờ vẫn ngơ ngơ nhìn tốn, đột nhiên cảm nhận được chút hơi ấm từ miệng nhỏ thoát ra, cậu mới dám thở một cái. đúng là tốn không phải ma, ma nào lại có hơi ấm cơ chứ. Quân cố định thần lại, dù sao lúc nãy nếu không có cái tốn thì có lẽ cậu đã bị thằng tí tóm rồi. cậu là ai? Quân bình tĩnh lại mới hỏi cái tốn một lần nữa Tớ là tốn Lúc nãy tớ nói rồi mà Tốn ngồi xuống bên cạnh quân Cũng dựa lưng vào tường Ánh sáng bên ngoài chẳng hiểu sao lúc này Lại hát qua chỗ hai đứa cậu Nhìn thấy con mắt của tốn Quân lại khẽ rùng mình Lúc này quân cũng mới phát hiện ra Tốn là con gái Da đen nhẹm như thằng tí anh cậu Xong nụ cười lại vô cùng tươi tắn Quân nhìn Tốn không chớp mắt Lại bớt giác dừng trên con mắt phải của Tốn Tốn cũng nhìn Quân Đoán trong lòng cậu đang thắc mắc điều gì Nên chủ động trả lời luôn Tớ bị như vậy lúc lên 2 tuổi Bị kim khâu chọc vào Đau quá trời luôn Tốn vừa nói vừa cười Mà sao Quân lại thấy đau thay con nhỏ Kim khâu chọc vào mắt đưa Nghe thôi đã thấy rùng mình rồi Chứ đừng nói bây giờ Quân còn đang cố tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó nữa quân rùng mình sợ thay cho cái tốn nhưng có vẻ cái tốn đã không còn thấy đau nữa chuyện cũng qua lâu như thế rồi chảy bao nhiêu là máu cái tốn bổ sung quân lại càng nổi ra gà mới hai tuổi bị kim khâu đâm vào mắt và bây giờ là bị mù khác với con mắt long lanh bên trái con mắt phải đục ngầu của tốn khiến người nhìn vào sợ điếng chỉ mường tượng ra chút đó thôi mà quân đã thấy vừa sợ vừa thương cho cái tốn rồi không hiểu sao cậu có một cảm giác rất chân thực với cái tốn dù đây mới chỉ là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà thôi thời gian đang mỗi lúc một trôi qua những đứa trẻ vẫn cứ ngồi bên nhau như thế chẳng đứa nào hỏi và trả lời thêm gì quân không biết phải hỏi gì thêm còn cái tốn con mắt trái của nhỏ dường như chất chứa rất nhiều tâm sự không khí càng lúc càng lạnh xung quanh cũng chẳng nghe thấy tiếng loạt xoạt đi tìm của thằng Tý nữa nghĩ đến thằng Tý quân đột nhiên ngớ người quay sang hỏi Tốn ơ à, mà sao lúc mới đến tớ không thấy cậu à à ừ, tớ có chút việc nên đến muộn Tốn ôm gối cho đỡ lạnh rồi trả lời đến nơi thì bọn cậu đã bắt đầu chơi rồi Tôi thấy anh tí đang đến Nên cũng kể mà tìm chỗ trốn luôn Tưởng trốn chỗ, chỗ này kín nhất rồi Ai ngờ lại gặp cậu ở đây Ra là như vậy Quân gật cù Bất giác mỉm cười với cái tốn Cậu nhìn kín lại Ngoài con mắt phải có chút dọa người ra Thì tốn cũng nọc Một cô bé khá xinh xắn Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ Và hàm răng trắng đều Nếu cho tốn tắm rửa Và mặc quần áo đẹp Đảm bảo nhỏ chẳng thua kém đứa con gái thành phố cùng tuổi nào cả khác với thằng tí, quân thấy hợp với cái tốn hơn lúc nãy còn đang ngán ngẩm không biết ba tháng hè sẽ phải trôi qua như tẻ nhạt như thế nào thì giờ cái tốn xuất hiện nếu cái tốn đồng ý cậu sẽ làm bạn với con nhỏ thay vì chơi với thằng anh cậu và đám bạn của thằng tí tuy nhiên quân lại không biết phải mở lời thế nào Hai đứa trẻ lại chìm vào im lặng một lần nữa Cây tún chỉ ngồi cười Khi nào quân hỏi mới trả lời Những cơn gió rít mỗi lúc một mạnh hơn Cả người quân co ro Trong khi cây tún lại chẳng có biểu hiện gì Quân thắc mắc bèn hỏi Cậu không lạnh à? Không Tốn trả lời cộc lốc, mắt hướng ra bên ngoài, miệng vẫn cười tươi rói. Quân nhìn Tốn, thật tình muốn phá vỡ không khí lạnh lẽo u uất này lúc này quân chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi cái tốn mà cậu biết tớ sao biết chứ tốn bất thình lình quay mặt về phía quân khiến cậu có chút hốt hoảng tôi đợi cậu cả tuần nay rồi đợi tớ nhưng tại sao thì anh tí khoe nhà anh ấy sắp có người thành phố xuống chơi và ở lại ba tháng hè nên tụi mình đứa nào cũng háo hức được gặp các cậu lạ thật đấy Quân cười giả lạ Đang định nói tiếp vì đó Thì bất ngờ con người lại Khi lúc này Một con mèo đen từ từ về phía cậu Và nhỏ tún Hai con mắt xanh lẻ của nó Nhìn chằm chằm vào mắt cậu Khiến sống lưng cậu lạnh toát Trái ngược với sự sợ hãi của quân Tốn lại đưa tay ra Vuốt vuốt bộ lông đen xì của con mèo Rồi còn nói chuyện với nó nữa Môn môn Hôm nay mày đã bắt được con chuột nào chưa? Kể tao nghe xem nào. Nghe nhắc đến tên chuột, quân lại buồn nôn. Cái tốn chẳng để ý gì đến cậu, mải mê nựng yêu con mèo. Quân chịu không nổi, định đứng lên đi ra. Nhưng bất ngờ, con mèo đen lao về phía cậu. Con mèo nhảy bổ lên người quân khiến cậu bất ngờ ngã nhào, hai tay chống xuống đất. Quân nhìn trực diện vào đôi mắt xanh lẻ của con mèo trong nháy mắt thấy nó vừa biến thành màu đen Quân khiếp đàm hét lên Gọi nhỏ tún đến cứu mình Xong cái tốn chỉ đứng im một chỗ Nhà bộ răng trắng như sữa Cười cười với quân Trong khi đó con mèo đen bò lên người quân Những chiếc móng vuốt sắc nhọn Cắm và da thịt cậu đau đớn Nó đứng trên ngực cậu Nhìn thấu qua mắt phải của cậu Cái miệng đột ngột ngoác rộng Phát ra những tiếng ngào ngào kinh dị Nước mắt quần bắt đầu chảy Hết nhìn con mèo lại nhìn cái tủn cầu cứu trong vô vọng Bất ngờ cậu đưa tay lên đỉnh đẩy con mèo đáng sợ ấy ra Xong một tiếng phập vang lên Quân ôm tay phải đang chảy máu giàn rụa của mình mà khóc thét Xong rồi con mèo nhảy xuống khỏi người quân Tiến tới chỗ cái tủn và lờ lừ biến mất trong bóng tối Quân nước mắt lèm nhèm Nhìn vết cắn của con mèo trên tay lúc này đang bắt đầu sưng phù Và bên trong Bên trong còn có thứ gì đó đang chảy ra Thứ đó trông giống như là Thằng tí nhìn quân nằm ly bì trên giường Miệng miếu máu như sắp khóc Tối qua sau khi nhìn thấy chiếc dép của quân Trong lùm cây chỗ con mèo đen Nó đã hốt hoảng đi tìm cậu em thành phố của mình ngay Không những thế Còn kêu thêm những đứa khác giúp Cho trốn tìm vì thế cũng dở dang tanh bành Cả nhóm gọi tên thằng quân inh hỏi, nhộn nhạo khắp cả ngôi đình, khiến người lớn cũng vùa nhau đi tìm. Sau một hồi, thằng tí phát hiện ra quân nằm bất tỉnh bên hông của ngôi đình, sợ hãi gọi mọi người tới. Mọi người nhanh chóng bế quân về nhà thằng tí, còn thằng tí thì xách nốt chiếc dép còn lại của cậu em, lật đặt chạy theo, vừa chạy vừa khóc tu tu. Mặc dù vẫn còn giận quân vụ đám chuột con... Nhưng kỳ thực thằng Tý vẫn rất thích cậu em thành phố này Giờ quân lại bị ngất như vậy Thằng Tý không sợ mới là lạ Tưởng quân chỉ bị cảm xúc thông thường Nên bố mẹ thằng Tý cũng chỉ đi đắp khăn ấm Rồi trở về phòng ngủ Thằng Tý lúc này mới phát hiện ra vết thương ở tay quân Kéo bố mẹ lại Nhưng bố mẹ nó lại nói đó chỉ là một vết Mèo cào nhỏ xíu Không đáng ngại Nên ép Tý lên giường đi ngủ Mặt thằng tí nói vết thương to Đang chảy máu Bố mẹ nó cũng chẳng tin Mẹ nó còn mạnh tay tét vào mông nó một cái rõ đau Trước khi rời khỏi căn phòng ổ chuột của hai anh em Tí bất lực nhìn quân mặt đầm điểm mồ hôi Rồi lại nhìn vết thương trên tay cậu em Bèn nghĩ ra cách xé chiếc áo rách buộc lại Xong xuôi đầu đó Thằng tí nằm xuống bên cạnh quân ngủ Chân còn gác lên người thằng em Chẳng mấy khi nó được ôm một đứa thơm tho như thế này bao giờ Nên thằng tí thích lắm Cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào Trời sáng hẳn Thằng tí bù lu bù loa gọi mẹ vì vết thương của quân ngày càng nghiêm trọng hơn Bố thằng tí đã đi làm từ tờ mờ sáng Nên mẹ nó lại tất tả chạy vào Được thể tét cho thằng tí cái nữa Vì cái tật nói dối không chừa chỉ một vết cào nhỏ thôi Nghiêm trọng cái gì mà nghiêm trọng Nhưng mà Tí nhăn mặt Cố giải thích nhưng mẹ nó đã gạt đi Tình bước ra ngoài Nhưng đúng lúc này Quân đột nhiên nói mê sảng Khiến mẹ con thằng tí hết hồn Sự lo lắng cuối cùng Cũng đã xuất hiện trên gương mặt Của người phụ nữ khắc khổ Mẹ thằng tí sợ chán Rồi sợ mặt mũi chân tay quân Sau đó ghé sát tay lại kiểm tra xem Quân đang nói gì nhưng vô ích. Cuối cùng, chị kéo thằng Tý lại, nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Không xong rồi, thằng Quân chắc là bị bắt mất vía rồi. Mày nhanh đi gọi bố mày về đây không thể nguy mất. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thằng Tý vẫn nghe lời mẹ. Không hỏi lại mà có chân chạy thẳng ra đồng tìm bố. Bố nó đang thả trâu cúng hớt hải bỏ trâu ở lại, cùng thằng con chạy về nhà. Đến đầu cổng còn tiện tay Vứt ngay một cành dâu Xông thẳng vào bên trong Bố thằng tí sau đó vứt chọc Chụi lá trên que dâu Chỉ để lại một cái lá duy nhất ở ngọn Mẹ thằng tí kéo thằng tí sang một bên Chẳng hiểu bố nó định làm gì Chỉ khi bố bắt đầu vụt que dâu xuống người quân Nó mới bắt đầu khóc thét lên Nước mắt giàn ruột Thằng tí không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ thấy bố nó đang đánh quân rồi thấy người quân đầy những vết làn đỏ Mà thấy đau thay Nhưng chẳng hiểu sao Nó lại thấy thằng em nằm trên giường Vừa mỉm cười một cái Đánh một hồi bố thằng tí cũng đã mệt Nhưng tình trạng của quân vẫn chẳng khá khẩm hơn Anh bất lực nhìn thằng cháu Đang nghĩ không biết phải ăn nói với em trai thế nào Thì bất ngờ vợ anh bên cạnh lên tiếng Hay mình đi nhờ bà ngoan đánh vía cho cháu nó Người có căn chắc sẽ hiệu quả hơn ở ừ, phải Bố thằng Tý ngẩng đầu lên nói Vậy để tôi chạy đi mời bà ngoan ngay Còn mẹ thằng Tý ở nhà nấu sắn bắt cơm trắng với luộc quả trứng gà Đợi bà ngoan tới là mình tiến hành luôn Nói rồi bố thằng Tý tất cả chạy đi Mẹ thằng Tý thì đi xuống bếp vò gạo nấu cơm Thằng Tý không có việc gì làm liền đi tới giường của quân Tay sờ sờ vào vết thương ở tay lúc này đang rỉ máu mà bố mẹ nó lại nói là không sao. Nó không hiểu, vết thương to lù lù như thế, chẳng lẽ nào bố mẹ lại không nhìn thấy. Thằng tí đột nhiên cau mặt, tay theo phản xạ nắn mạnh vào chỗ vết thương của quân. Tí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy từ đó chảy ra một thứ nước màu trắng đục trông như sữa mẹ, nhưng bị vấy chút màu đỏ tanh tươi Thằng Tý nghĩ là vết thương bị mưng mổ Nên lấy tay lau đi cho quân Nhưng thật kỳ lạ Nó lau đến đâu Những vệt máu trắng lại chảy ra tới đó Không bao giờ ngừng lại được Không chịu thua Thằng Tý lấy thêm một cái áo Quấn vào vết thương Xong sữa trắng vẫn Cứ nhỉ ra ướt đẫm cả cái áo Thằng Tý bắt đầu thấy lạnh người Nhìn chăm chăm Quân đang nằm bất động rồi lại nhìn chỗ sữa trắng đang chảy ra mỗi lúc một nhiều Rồi trong chớp mắt sữa trắng từ chỗ vết thương tuôn ra như suối Trộn lẫn với cả máu bốc hơi sùng sục. Toàn thân thằng tí bất động Mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng kinh dị Toàn thân run lẩy bẩy Đúng lúc này cánh cửa phòng nó mở ra Vừa nhìn thấy bố bước vào Thằng tí đã lấy hết sức lực chạy tới Ôm chầm lấy bố nó mà khóc nức nở ngón tay run rẩy chỉ về phía quân bố thứ đó thứ đó đang chảy ra từ tay em quân kìa ghê quá đi mất bố ơi bố thằng tý lại tưởng quân xảy ra chuyện gì vội vã chạy tới nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả anh lườm thằng con trai còn mắng nó đùa quá chớn rồi đấy tý cảm thấy oan ức chạy tới cố cầm lấy cánh tay phải của quân đưa lên cho bố xem dù sữa trắng và máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn nhỏ ra đôi chút. Tí tưởng nhìn tận mắt rồi bố sẽ tin nó. Xong mẹ nó từ phía cửa đi vào, xách lấy áo nó vứt ra ngoài hét lên. Mẹ nói một lần nữa nhà tí, mày mà còn dám nói dối nữa thì đừng có mà trách mẹ. Thằng tí bị ném ra đằng sau, không may đụng trúng người bà ngoan nãy giờ vẫn đứng quan sát sự việc. Tí là con nít nhưng cũng biết bà Ngoan là người có căn số trong làng Thường giúp mọi người mấy việc về tâm linh như đánh vía này nọ. Tí như vớ được cái phao lúc sắp chết đuối, lập tức túm lấy bàn tay nhăn nheo của bà nói: "Bà cũng thấy đúng không ạ? À? Vết thương to đùng trên tay phải còn đang chảy ra sữa và máu nữa." Bà ngoan nghe Tí nói xong liền mỉm cười, bất ngờ đặt một tay lên vai nó giọng rỗ rành: "Bố mẹ cháu à, nói đúng đấy Tí." Trẻ con thì không được nói dối đâu Mẹ thằng tí đứng bên cạnh không chịu nổi thằng con Túm tay nó lôi ra ngoài Đóng sập cửa lại Thằng tí bị vứt bỏ Lại thêm lo cho quân ở bên trong Nên càng khóc lớn hơn Nó vùng chạy tới cửa Mắt nhòm vào trong Nhưng chẳng thấy hai bóng lưng to bè của bà Ngoan Và bố nó đang đứng chắn trước khe cửa Hoàn toàn không thấy quân đâu cả Thằng tí ngồi bệt xuống hè nhà vẫn không thể ngừng khóc. Bà ngoan vào trong nhà, quan sát tình trạng của quân thì trong mày. Sau đó bố mẹ thằng tí kể lại cho bà ngoan nghe chuyện đã xảy ra. Dẫu chối lại tất cả, bà ngoan khẳng định là quân đã bị ma bắt mất vía. Nếu muốn cứu quân thì phải đi đánh vía ngay. Bố mẹ thằng tí nghe thế thì sợ xanh mặt, nhưng vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên liền nói với bà ngoan. Bà giúp cháu nó làm luôn bà nhé. Vợ chồng tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi Nói thật với bà Nó là cháu con của em trai tôi về đây chơi Nó mà có mệnh hệ gì Chắc anh em tôi chẳng dám nhìn mặt nhau nữa mất Bố thằng tí tỏ ra kích động Anh Sơn nay rất yêu thương em trai Nên cũng xem quân như con đẻ Giờ quân mới về đây được một ngày Đã xảy ra cơ sự như vậy Anh không thể không thấy áy náy Khi nghĩ về người em trai vẫn ở nước ngoài anh cũng chưa bao giờ báo cho em trai vội Vì chuyện trẻ con bị mất vía ở quê là chuyện bình thường Đánh vía xong là khỏi Có bà Ngoan ở đây rồi thì quân chắc chắn không sao Bà Ngoan nhìn những đồ mà bố mẹ thằng Tý đã chuẩn bị Tỏ ra hài lòng Đúng 12 giờ trưa hôm đó Bà Ngoan bưng một cái nia nhỏ Trong đó đã được mẹ thằng Tý chuẩn bị sẵn một bát cơm nhỏ Bên trên cắm ba que hương Một chiếc đĩa nhỏ đựng quả trứng luộc cắt đôi kèm một chút muối trắng, một bát cào, một bát muối và một con dao phay. Bà bưng cái nia bên hông, một mình đi tới đình làng. Trước khi đi, còn can dặn bố mẹ thằng tí. Cô chú ở nhà, nếu có bất cứ chuyện gì thì phải cho người chạy ra đình báo ngay cho tôi. Nghe chưa? Bố mẹ thằng tí giả dạ vâng để bà Hoa yên tâm đi. Thằng tí muốn đi theo nhưng bị mẹ nó giữ lại. Lúc làm nghi thức đánh vía nếu có người ngoài ở đó Vong hồn người chết sẽ không xuất hiện Việc đánh vía sẽ gặp khó khăn Thằng tí trẻ con không hiểu điều này Nặng nặc đòi đi theo bà ngoan cho bằng được Nhưng người lớn như bố mẹ nó thì biết rõ Dọa nó Nếu nó đi theo bà ngoan Thì quân sẽ chết Thằng tí nghe vậy Liền nín khóc Ngoan ngoãn ở nhà với bố mẹ Bà ngoan một mình đi tới đỉnh làng Dọc đường đi bà đã rắc muối gạo hết Đến cổng đình bà lại rắc Đến gốc đa bà lại rắc lần nữa Cuối cùng bà ngoan đi đến đoạn hông ngôi đình Chỗ người ta phát hiện ra quân Nằm bất tỉnh nhân sự Bà nhắm mắt quan sát một lúc Tự nhiên sợn ra gà Đây không phải lần đầu tiên Bà đến đây đánh vía hộ người ta Sống Chẳng hiểu sao lần này Lại có cảm giác rất lạ Âm khí xung quanh cũng lớn hơn rất nhiều Bà Ngoan sau đó đốt ba que hương đã cắm sẵn trên bát cơm trắng. Hương bắt đầu cháy, cũng là lúc bà Ngoan cầm con dao phay lên. Một tay bưng cái nia, một tay cầm dao, còn miệng thì bắt đầu rao. Ba hồn bảy vía thằng quân ở đâu? Về đây ăn cơm ăn cá, ăn rau ăn thịt với cha với mẹ. Ở ba hồn bảy vía thằng quân ở đâu? Mỗi một lần đọc, bà lại chặt con dao vào không khí xung quanh như thể đang chém thứ gì đó vô hình đây là phong tục ở đây trẻ con bị mất vía ở đâu thì sẽ đánh vía tại đó cứ như thế cho đến khi ba que hương cháy hết thì thôi cuối cùng bà rắc hết chỗ muối gạo còn lại chắc mẩm mọi chuyện đã xong an tâm ra về bình thường bà đánh vía cho con nhà khác cũng chỉ làm có vậy là khỏi tuy nhiên bà ngoan còn chưa kịp bước đi một cơn gió lớn đã bất thình lình thổi tới thốc vào người bà khiến bà ngã chồng phó chiếc nia rơi xuống cơm trứng dính đất hết cả còn rào suýt chút nữa thì rơi trúng chân bà bà hoan hơi sợ vì xung quanh cây cối đều im lìm chẳng có tí gió nào cả vì là người có căn nên bà hoan lấy lại bình tĩnh rất nhanh xách dao và nia lồm cồm đứng dậy xong bà chợt ngạc người một lần nữa khi một con mèo đen xì bất thình lình xuất hiện trước mắt. Bà ngoan nhìn trực diện vào mắt nó sợ hãi tột cùng, bất giác lùi lại phía sau. Con mèo vẫn lờ lờ tiến về phía bà, rồi đột nhiên nó nhảy bổ lên người bà. Cái miệng ngoác ra mang theo mùi tanh tuổi và thơm nồng hòa quyện. Bà ngoan sợ đến nỗi thất kinh hồn vía, mắt chân chân nhìn những dòng sữa trắng tinh đang chảy ra từ miệng nó. Tiếp đó là máu hai dòng chất lỏng đỏ trắng quyện vào nhau sộc thẳng vào miệng bà ngoan chặn hết tiếng thất thanh ở ngay cổ họng bà ngoan chạy về nhà thằng tý loạng choạng như người say chẳng nói chẳng rằng xách cái túi nâu toan chạy đi gương mặt bà trắng bệch không một giọt máu cứ chạy được hai bước lại ngã một lần điệu bộ trông vô cùng sợ hãi chưa bao giờ bố mẹ thằng tý hay cả thằng tý thấy bà ngoan trong bộ dạng này nên càng hoàng hơn Lúc bà ngoan từ trong nhà chạy ra Bố thằng tí chẳng hiểu đầu đuôi tay nheo gì Túm bà lại rồi hỏi Ơ kìa bà ngoan Bà đi đánh vía hộ thằng cháu tôi thế nào rồi Chưa nói câu gì mà bà đã bỏ đi là sao Thôi bố thằng tí tha cho tôi Bà ngoan run rẩy Anh chị lo mà tìm cách khác Chứ tôi là tôi chịu rồi Lúc nãy không chạy nhanh có khi nó Nó còn bắt luôn vía của tôi đi ấy Thôi thế nha Chào anh chị tôi về bà ngoan nói xong vội bỏ đi không quay lại nhìn cả nhà thằng tý lấy một cái cả nhà ba người thằng tý nhìn nhau sống lưng ai cũng đột nhiên lạnh toát nó là thứ gì mà lại khiến người như bà ngoan cũng phải sợ như vậy chưa bao giờ bà ngoan thất bại trong việc đánh vía sau lần này lại chẳng lẽ thứ bắt vía của quân còn đáng sợ hơn những thứ trước đây hay sao Lúc này bố mẹ thằng Tý mới đi vào xem tình hình của quân ra sao Thì lại chẳng thấy thằng cháu đâu Cả hai hốt hoảng đi tìm khắp mọi ngóc ngách Nhưng quân vẫn bặt vô âm tím Quay lạ, rõ ràng từ lúc bà ngoan đi đến giờ Hai vợ chồng và thằng Tý luôn túc trực bên giường của quân Thằng cháu tỉnh dậy và đi đâu chẳng lẽ họ lại không biết Mọi chuyện cứ xảy ra một cách kỳ lạ Khiến ai cũng sợn da gà Chân tay mềm nhún hết cả Tí cũng đầm hốt hoảng Lại sắp mít ướt đến nơi thì chợt nhớ ra điều gì đó Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà Mẹ thằng tí gọi với theo Nhưng thằng tí vẫn dứt khoát không quay lại Cắm đầu chạy thẳng Thằng tí chạy tới đỉnh làng Tìm đến chỗ quân bị ngất đêm hôm trước thì hú hồn Em đang ở đây thật Quân ngồi tựa vào bờ tường Da rẻ hồng hào Nhìn thấy thằng tí đã mỉm cười Chẳng có vẻ gì là người mới ốm dậy cả Tí đi tới trước mặt quân Giả bộ thở lấy thở để Như thể nó chạy đi tìm thằng em vất vả lắm Giọng trách móc Sao em lại tới đây Mà tỉnh lúc nào cũng không nói với bố mẹ anh một tiếng Làm họ lo quá trời Đang chạy khắp nơi tìm em kia kìa Đáp lại tí Quân lại chẳng nói gì Mắt vẫn nhìn chân chân vào khoảng không trước mặt Mà không phải thằng tí Tí hơi bực nhưng nghĩ quân vừa mới ốm dậy Nên cũng cho qua Tự nhiên ngồi bệt xuống đất ngay bên cạnh thằng em Chết tiệt Thằng tí nhăn nhó chửi thề Khi vừa đặt mông ngồi xuống đất đã lạnh thấu xương Thằng tí quay sang nhìn quân Nhăn mặt lòng tự hỏi Sao quân lại quay lại chỗ này cơ chứ Nhưng đúng lúc này Thằng tí cũng chợt nhớ tới vết thương Ở tay của quân Nên ngó xem Ai dè gì, gì gì thế này? Tí đột nhiên run như cầy sấy, hai mắt trừng trừng nhìn bàn tay phải hoàn toàn lành lặn của Quân. Vết, vết vết thương của em biến biến đâu mất rồi. Vết thương nào ạ? À? Quân bất ngờ quay sang chỗ Tí lại mỉm cười, hàm răng trắng sáng chẳng hiểu sao lại khiến Tí nổi da gà. Em làm gì có vết thương nào đâu. Quân càng nói tí càng sợ Ngồi im không dám nhúc nhích Toàn thân lạnh toát Chẳng lẽ thằng tí nhìn nhầm như lời bố mẹ nó nói Không thể Vết thương to mà chảy ra thức kinh dị như thế Sao nó có thể nhìn nhầm được Tí vẫn nhìn quân Tay giỏ dẫm sờ vào chỗ bị thương của quân để kiểm tra Quả thật là chẳng có gì cả Chỉ có một vết mèo cào nhỏ xíu Như mẹ nó nói mà thôi Đến đây Thằng tí dần tin là nó đã nhìn nhầm Bởi đến cả bố mẹ nó bà ngoan Rồi bây giờ là quân nữa đều không thấy gì Thì sao một mình nó lại nhìn thấy Nghĩ vậy thằng tí tặc lưới để cho qua mọi chuyện Định kêu quân đi về Nhưng nhìn thấy cậu em chẳng có vẻ gì là muốn làm điều đó Nên nó lại thôi Quyết định ngồi đây cùng quân thêm một lúc nữa Không khí chỗ này càng lúc càng lạnh Dẫu bây giờ mới là đầu giờ chiều Và trời vẫn nắng chang chang. Quân vẫn chẳng nói gì thêm với thằng Tí Còn thằng Tí chỉ nhìn quân và run rẩy Nhất là cái nụ cười kia Sao từ lúc tỉnh dậy Quân lại luôn cười như vậy nhỉ Chẳng giống điệu bộ cao có Của thằng em lúc mới tới nhà cậu chút nào Hay sau cú bất tỉnh nhân sự đêm qua Đầu quân đập vào gì đó Nên mới đột nhiên tử tế với nó như vậy Ngồi thêm một lúc Thằng Tí bắt đầu không thể chịu đựng Cái lạnh ở đây Đề xuất đi về chưa ở thêm nữa chắc nó tè ra quần mất Dẫu nó cũng chẳng hiểu nó đang sợ gì nữa Quân đồng ý đang phủi mông đứng dậy thì bất thình lình Quân nắm lấy bàn tay xương sầu của tí Tay quân lạnh ngắt khiến tí nhảy dựng lên Là lối om sòm ra sức cỡ ra Nhưng quân nắm mạnh quá nên tí đành bất lực hỏi Có... có chuyện gì... có chuyện gì vậy? Em... quân tươi cười Em khát sữa quá anh tí ơi Quân vừa nói vừa cười Nhưng lại khiến tí ngã khủy xuống đất ngay lập tức Bởi thứ giọng mà quân vừa phát ra Không phải là giọng cậu Đó là giọng của một đứa con gái Thằng tí không nhận ra đó là giọng của ai Vì trước nay nó toàn chơi với bọn con trai mà thôi Lúc này quân nhe sang cười khiến thằng tí sợ chết khiếp. Nhưng vài giây sau, cậu lại như người mất hồn hai mắt đỡ đẫn nhìn về phía gốc đa đoạn quân rào bước đi làm thằng tý cũng phải hớt hải đi theo dù da gà nó vẫn dựng ngược vì những gì cậu em nói quân và thằng tý trở về nhà quân lại mê man bất tỉnh và nằm trên giường thằng tý kể lại chuyện ở đình lại chiều nay cho bố mẹ nó nghe cũng lại khiến bố mẹ nó không sợ màng ăn uống gì nữa Họ không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với gia đình họ nữa Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra khi quân đến Xong, nạn nhân cũng chính là quân Nên họ cũng chẳng biết phải làm gì với thằng bé Đêm đó bố thằng tí chăn chọc mãi không ngủ được Mẹ thằng tí biết chồng đang lo lắng cho cháu Nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào Cả căn phòng lặng im một cách đáng sợ Chỉ có tiếng thở dài thườn thượt phát ra chỉ nghĩ ngời mông lung Bỗng nhớ ra gì đó Vừa quay sang định nói với chồng Thì bên phòng thằng tí có tiếng động khe khẽ Bố thằng tí tưởng con trai dậy đi vệ sinh Nên cầm đèn bước ra Vì cũng vừa mất điện Sợ thằng con đi Không khéo lại ngã thì khổ Nhưng chỉ vừa mới đến cửa Qua chút ánh sáng yếu ớt từ đèn pin Bố thằng tí chợt khựng người Khi thấy quân vừa lướt qua Tóc cái dựng hết cả lên anh nhanh chóng gọi mẹ thằng Tý rồi cả hai âm thầm đi theo quân Xem giữa đêm khuya khoát như vậy thằng cháu lại một mình đi đâu Cả hai đi cách quân một đoạn Trời tối âm u lại không dám soi đèn Vì sợ bị quân phát hiện nên càng sợ hơn Khi biết điểm đến của quân là đình làng Mẹ thằng Tý sợ đến suýt khóc đòi đi về Bố thằng Tý phải thuyết phục mãi chỉ mới chịu ở lại Ở phía trước quân đã tìm đến chỗ hôm nọ ánh trăng vàng vặc soi sáng con đường nhỏ song vẫn không khiến không khí bớt lạnh hơn quân ngồi dựa lưng vào bờ tường mắt nhìn chân chân phía trước miệng mỉm cười phát ra tiếng nói chuyện nó nó nói chuyện với ai vậy bố thằng tí mẹ thằng tí nấp ở mé tường nhìn thằng cháu mà không khỏi rùng mình làm làm gì có ai bố thằng tí cũng sợ không kém nhưng rõ ràng miệng nó đang lắp bắp như nói chuyện còn gì nữa hay hay là mẹ thằng tý đang nói trở sừng lại tay cấu chặt vào tay bố thằng tý bố thằng tý hiểu mẹ nó muốn nói gì nhưng ai đời lại như thế thật trong khi đó ở trong con hẻm quân vừa mới quay đầu sang bên cạnh bàn tay phải đưa ra nắm lấy không khí nhưng chỉ có cậu mới nhìn thấy thứ cậu đang nắm là bàn tay xương sậu của cái tốn đứa con gái bị mù một mắt mà cậu gặp đêm nọ. Tôi xin lỗi đã làm cậu đau nhé. Tún mếu máu nhìn quân, con mắt trắng giá nhìn con mèo đen đang nằm khoanh tròn trên đồi. Tại cái muôn không biết cậu là ai nên mới thế. Tớ không sao. Quân nhìn vết thương ở tay phải, mà ở đó máu và sữa vẫn đang rào rào chảy ra. Nhưng sao cậu lại chỉ ở chỗ này vậy? Không lạnh à? lạnh quá trời lạnh luôn ấy. tốn mỉm cười nhưng người ta không cho tớ và muôn vào nhà nên hai đứa tớ chỉ có thể ở đây thôi ai không cho cậu vào nhà cơ à thì họ là tốn bất thình lình đứng dậy con mắt trắng rã đột nhiên chảy máu ràn rụa nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi nhưng từ những kẽ răng sữa trắng mang theo mùi tanh tưởi đang chảy ra ào ào hai cánh tay sưng sầu của tuấn vươn dài vươn dài cho tới khi chạm vào cổ của mẹ thằng tí hai bàn tay siết chặt những tiếng cười khanh khách không ngừng vang lên nhấc bổng mẹ thằng tí lên khỏi mặt đất mẹ thằng tí miệng ú ớ lưới thẻ lè hai mắt đỏ ngầu quân quân cháu sao vậy bố thằng tí hốt hoảng khi quân bất ngờ chạy vù tới không thể tin nổi khi lúc này Hai tay nó đang bóp chặt cổ bác nó Miệng nó cứ cười Tay nó cứ bóp Mà nó bóp chặt đến nỗi bố thằng tí có gỡ thế nào cũng không ra được Anh bất lực nhìn vợ Rồi lại nhìn thằng cháu vẫn đang cười lạnh tanh Mặt bác gái nó Vẫn đang thấy rủa Tưởng chừng sắp chết đến nơi Mẹ thằng tí bị đưa lên cao Hơi thở càng ngày càng yếu ớt Hai mắt chỉ đấm nước nhìn thằng cháu Không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu chị vượt qua một hình ảnh Xong chị không dám tin Không đời nào chuyện như vậy lại xảy ra được Đúng lúc nỗi sợ hãi lên đến cùng cực Hai mắt chị đột nhiên trợn trừng Khi thấy một khuôn mặt khác Thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt của cháu trai chị Không Mẹ thằng tí ú ớ Đúng lúc này tiếng chuông đỉnh bất ngờ vang lên Ngay sau đó là quân gục xuống Ngất lịm trên nền đất Mẹ thằng tí cũng rơi xuống theo Bố thằng tí vội vàng tới đỡ vợ dậy Ra sức vỗ lưng để vợ thở Mẹ thằng tí ho sặc sủa Nhìn quân nằm bất động trên nền đất sợ hãi Ôm chầm lấy chồng khóc lóc thảm thiết Nói những lời chẳng rõ ràng Nó... Nó lại về đòi sữa bố thằng tí rồi Chưa có mối quân. Giờ thêm mẹ nằm bất tỉnh nhân sự nữa Khiến thằng Tý sợ không dám đi chơi đi học Buổi tối đám bạn rủ ra đình làng chơi trốn tìm nó cũng chẳng đi Giờ cứ nghĩ đến đình làng thôi Người thằng tí đã run lẩy bẩy Toát mồ hôi hột rồi Chứ được nói đến việc mò đến mà chơi trốn tìm nữa Thằng tí hết chạy sang phòng bố mẹ rồi lại chạy về phòng mình Xem tình hình của quân Nước mắt nước mũi chảy tùm luôn chỉ có bố nó là vẫn ngồi im giữa nhà Từ lúc cùng mấy người hàng xóm đưa vợ và cháu về Bố thằng tí hóa người câm Chẳng thèm mở miệng nói câu gì cả Trong đầu bố thằng tí lúc này Là câu nói của vợ trước khi ngất đi trong tay anh Nó, no, nó no, lại về đòi sữa nữa rồi bố thằng tí ơi Câu nói này cứ văng vẳng bên tai bố thằng tí như thế Lúc thì bằng giọng của mẹ thằng tí Lúc này là giọng của quân, rồi có khi lại là giọng của một đứa con gái khiến anh vô cùng khiếp đảm, cả người lạnh cống dù ngoài trời đang nóng như thiêu đốt. Người anh run lẩy bẩy, trong đầu cũng vụt qua một hình ảnh, xong anh cũng không muốn thừa nhận. Đầu bố thằng tí đau như búa bổ lăn lộn trên sàn nhà, rồi bất ngờ anh hóa điên dậy, đập phá đồ đạc trong nhà là hét như người bị ma nhập. Nhìn bố thằng Tý sợ chết khiếp, lại càng khóc to hơn. Hàng xóm nghe động chạy sang, nhìn khung cảnh bừa bộn cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và thêm chút sợ hãi nữa. sửa này bố thằng Tý đâu phải người như thế. cả gia đình ba người nhà thằng Tý tuy nghèo nhưng sống rất hòa thuận hạnh phúc. Mang tiếng có em trai giàu có trên thành phố, nhưng bố thằng Tý cũng chả ngửa tay xin một đồng. người tốt như vậy sao lại rơi vào thảm cảnh này? Vợ và cháu thì mê man bất tỉnh Bản thân cũng nửa tỉnh nửa mê Điên điên dại dại Thằng tí cuối cùng lại là người tỉnh táo duy nhất trong căn nhà sập sệ Nhưng ngoài khóc ra nó cũng chẳng biết phải làm sao Nó còn quá nhỏ để ý thức được chuyện gì đang xảy ra với gia đình nó Nó chỉ tựa hồ biết rằng mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc Quân xuất hiện Nó thật sự muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Quân và cả bố mẹ nó nữa Lúc này có người hàng xóm mách nó gọi cho chú nó trên thành phố về Chuyện này phải có người lớn giải quyết mới được Hàng xóm thì cũng chỉ là người ngoài Nên cách tốt nhất là gọi vợ chồng chú thím nó Chính là bố mẹ quân về Xem có tai qua nạn khỏi hay không Thằng tí nghĩ ngợi một hồi cũng chẳng còn cách nào khác Dẫu nó biết chú thím nó đang đi công tác nước ngoài Thế rồi nó trở về phòng mình Lôi chiếc ba lô của quân ra Lục tìm điện thoại nó lướt lướt một hồi cũng tìm được tên chú nó trong Facebook của Quân. Nó ấn gọi lau nước mắt nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Những tiếng tút dài cứ trôi qua cho đến khi kết thúc, chú nó không nghe điện. Ý tuyệt vọng khóc rống lên, cơ thể gầy nhom rung lên vì lạnh và vì sợ. Đúng lúc này, điện thoại reo và người gọi tới là chú nó. Tí bắt máy vừa khóc vừa nói chú ơi chú về nhanh đi bố mẹ cháu và em quân sắp chết rồi ngày chiều hôm sau chú thím thằng tý đã về đến nơi hai người nhanh chóng được tý dẫn vào chỗ quân nằm vừa nhìn thấy con trai mẹ quân đã lao tới sợ nắn khắp cơ thể ánh mắt vô cùng lo lắng miệng liên tục gọi tên con nhưng quân vẫn chẳng có phản ứng gì hơi thở của quân lúc nhanh lúc chậm cả người lạnh như băng dấu trời nắng và trên người thằng bé đang được đắp chăn kín mít. Chị sợ hãi nhìn chồng, bố quân nói để sang xem tình hình anh chị thế nào, rồi đưa cả ba đi bệnh viện luôn. Thế rồi mẹ quân ở lại với con trai, còn bố quân theo thằng tí sang phòng bố mẹ nó. Tuy nhiên, vừa mới quay người, anh đã nhìn thấy anh trai đứng lờ lờ ở cửa, đầu phủ phục như người chết, tóc tai bầm sầm. Máu đỏ tươi từ tay rớt xuống do hôm qua vướng phải mảnh thủy tinh khi đập phá đồ đạc. Bố quần lo lắng chạy tới, tay túm lấy cánh tay anh trai hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh còn chưa nhận được câu trả lời, đã bất thỉnh lình bị anh trai bóp cổ. Hai tay bố thẳng tí bóp chặt cổ em trai, ghi vào bên trong rồi dí sát vào tường. Bố quần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn anh trai chảy nước mắt, miệng ú ớ không nói thành lời. Mẹ quân ngồi bên giường thấy thế chạy tới Gỡ anh rể ra nhưng lại bị anh xô ngã Thằng Tý lúc này đã khóc òa lên Ôm chầm lấy hông bố mà khóc Tiếng khóc của thằng tí chợt khiến bố nó bừng tỉnh Hai bàn tay buông thóng thả em trai ra Rồi toàn thân cũng cục xuống Nước mắt chảy ràn rụa Vừa khóc vừa oán trách Tất cả là lỗi của anh Nếu ngày đó không phải anh bảo chú trốn đi Thì bây giờ đã chẳng nên cơ sự này tún ơi bác xin lỗi là bác đã hại chết mẹ con cháu nên cháu có oán để oán bác đây này bác gái vợ và, và em trai cháu không có lỗi gì cả cháu đừng làm hại họ tún ơi bố mẹ quân đều nghe gió mồn một tất cả những lời đó cả bốn mắt đều mở to nhìn chằm chằm bố thằng tý thằng tý thì nghe chẳng hiểu gì chỉ thấy chú nó ngồi thất thần tựa lưng vào tường trong khi thím nói lết tới trước mặt bố nó hai tay túm chặt lấy cổ áo bố nó mắt long sòng sọc khỏi anh để anh nói vậy là sao tốn nào tại sao thằng quân lại là em trai nó anh để anh nói rõ ngay cho em nói ra bằng hết cho em mẹ quân gào ầm lên nước mắt cũng chảy từng dòng dù chưa hiểu sự thể thế nào nhưng tưởng ấy cũng đủ để chị hiểu người chồng và chị luôn hết mực tự hào hóa ra lại không phải người hoàn hảo như chị tưởng và con trai họ giờ đang phải gánh chịu hậu quả cho tội lỗi nào đó mà anh ta đã gây ra trong quá khứ. Chị thật sự không dám tin, cũng vô cùng sợ hãi, vì rất có thể gia đình hạnh phúc của chị sẽ biến mất kể từ giây phút này. Bố quân nhìn vợ trong mắt tràn đầy sự bất hạnh. Anh dường như biết rõ mọi chuyện, xong lại chẳng thể mở lại. Là anh không thể hay không dám. Anh lo sợ nếu như anh nói ra, tất cả sẽ kết thúc. Gia đình anh và cả gia đình anh trai nữa sẽ phải sống trong những ngày tháng tiếp theo trong dằn vặt đau khổ. Mẹ Quân vẫn ra sức trả hỏi anh rể, nước mắt đã nhòe khắp gương mặt xinh đẹp. Từ khi lấy bố Quân và sinh ra Quân, chị chưa bao giờ nghi ngờ chồng. Có chết chị cũng không dám tưởng tượng ra chồng chị lại ngoại tình và có cả con riêng như vậy nhìn thấy vợ giày vò anh trai mình bố quân không chịu nổi trái tim anh đau đớn tội ác ngày đó là do anh gây ra nên chính anh chứ không phải anh trai anh là người phải chịu trách nhiệm đoạn bố quân hướng mắt về phía vợ giọng thều thào như chẳng còn chút sức lực nào anh sẽ kể tiếng bố quân thều thào ánh mắt nhìn con trai vẫn đang bất tình ở trên giường bất ngờ rùng mình một cái anh đương nhiên biết rõ mọi chuyện Biết Tốn là ai Biết bản thân đã gây ra chuyện tẩy đình gì trong quá khứ Nhưng những năm tháng yên ổn sau đó đã làm anh mở mắt Để anh tin rằng tất cả đã kết thúc vào cái đêm Anh đem theo số tiền ít ỏi anh trai rúi cho Để trốn lên thành phố từ đó biệt tâm Anh đâu có ngờ oán hận vẫn ở đó Và bây giờ nó đang giáng xuống đầu đứa con trai vô tội của anh Mà không chỉ con anh chị dâu anh cũng đang phải chịu đựng sự oán giận năm đó Trong khi chị ấy chẳng gây nên tội tình gì cả Bố quân thở dài Mắt nhìn ra ngoài cánh đồng xa xăm Nơi có những cánh diều đang trao đảo trong chiều gió Mây đèn kéo đến mịt mù Sấm chớp nở đùng đoàn không ngừng Kéo theo những tháng ngày đen tối của anh trở về Vẹn nguyên và rõ ràng Hải Bố quân năm đó 18 tuổi Sống với anh trai và chị dâu vì bố mẹ đều đã mất sớm Một ngày nọ Hải nhận được thông báo trúng tuyển đại học Anh vui mừng khoe với anh trai Còn xin tiền tối đi liên hoan với bạn Trước khi đi nhập học Anh trai đương nhiên vui lắm Không những cho tiền Còn dặn dò em đừng có uống say quá Hải vâng dạ lấy lệ cho anh biết kiểu gì hôm nay Anh chả say bí tỉ Anh là đứa duy nhất đầu đại học Trong nhóm Bọn nó không chốt cho anh say mới là lạ anh trai Hải hạnh phúc khôn cùng Còn cố tình cho em trai mình nhiều tiền một chút Cho Hải ăn chơi một bữa no nê Trước khi lên thành phố nhập học Hải và đám bạn tụ tập Tại một quán nhậu trong làng Nhậu say sưa đến hơn 11 giờ Thì cả đám gục hết Ngỡ Hải mọt sách không biết uống Nhưng cuối cùng anh lại là người duy nhất trong nhóm Còn có chút tỉnh táo nên thanh toán rồi dò dẫm đi về Hải bước đi loạn choạng gió rít vù vù bên tai khiến hải hơi rùng mình song vẫn lảo đảo bước đi đi qua một bãi tham ma trời tối đen cộng với gió rít tạo nên những âm thanh rờn rợn khiến hải sợ run người mặt cúi gầm xuống đất mà đi anh không dám nhìn lên vì sợ đủ thứ bình thường hải đi qua bãi tham ma này rất nhiều lần nhưng đi vào buổi tối lại là lần đầu tiên anh không biết ban đêm trong bãi tham ma lại đáng sợ như vậy Hải cứ cúi gọn mặt mà đi như chạy Nhưng bỗng nhiên anh khựng người Vì nghe thấy từ trong bái tham ma Phát ra tiếng cười khúc khích của phụ nữ Hải sợ chết đứng Toàn thân bất động không dám nhúc nhích Trên tay run lẩy bẩy Anh nhắm chặt mắt cắm đầu chạy Nhưng trong đó lại phát ra tiếng khóc nước nở Mặc dù rất sợ nhưng nghĩ lỡ như là người Và đang gặp nguy hiểm thì sao nhưng người nào tối thế này lại đến bãi tha ma Hải đứng giữa bãi tha ma đấu tranh một lúc Cuối cùng quyết định lần theo tiếng khóc của phụ nữ mà xác định vị trí đi vào Đến nơi Hải trông thấy một người phụ nữ đang quỳ trước một ngôi mộ Tay cào cào xuống đất, lúc khóc, lúc cười Cô ta ăn mặc rách rưới, tóc tai xồm xòa Cả người đều tỏa ra mùi hôi khó chịu Hải đứng đằng sau, chân run rẩy nhưng vẫn bước tới gần Tay đưa chạm vào người phụ nữ Cô Cô ơi Hải gọi Sao đêm rồi mà cô vẫn ở đây Người phụ nữ vừa quen lại đã khiến Hải hết hồn Ngã quỷ xuống đất Gương mặt lấm lem như cả tuần rồi chưa tắm rửa Hai mắt híp lại Từng cục sen dính trên đó bẩn ơi là bẩn Mặc dù trời tối đen song Hải vẫn nhận ra đó là chị Thu Một cười điên trong xóm có mấy lần anh nhìn thấy chị đi xin ăn ngoài chợ Bị mọi người xua đuổi Hải chưa tiếp xúc với chị Thu bao giờ Nhưng cũng chưa bao giờ hùa vào với mọi người trêu chọc hay xua đuổi chị Hải đứng tần gần chờ câu trả lời của chị Thu Nhưng chị Thu mãi chẳng nói gì Chỉ nhìn Hải chằm chằm Lúc này Hải mới vô tình nhìn xuống dưới một chút nữa Cả người đột nhiên nóng bừng khi hai bầu ngực của chị Thu lộ lộ ra ngoài qua chiếc áo rách mỏng tang. Cùng lúc đó trong đầu Hải chợt xuất hiện một ý nghĩ xấu xa với chị Thu. Hải vội vàng quay đi, tự tát vào má mình xem như chưa thấy gì. Anh không phải người như vậy, tuyệt đối anh sẽ không làm chuyện xấu xa đó. Hải tự nhắc nhở bản thân, quyết định bỏ đi. Nhưng bất thình lình, chị Thu từ đằng sau chạy túm lấy tay Hải, cái giọng lớn ngớ dặn từng chỗ một đừng đừng bỏ thu toàn thân hải cứng đơ nóng bừng anh không hiểu do diệu hay do ham muốn của bản thân mà trong đầu lại hiện lên ý nghĩ xấu xa ban nãy thậm chí nó càng lúc càng rõ rệt hải cố kiềm chế bản thân nhất quyết không quay lại tuy nhiên cuối cùng trong khoảnh khắc hải vẫn không thể kiềm thắng được cái con quỷ đang xấu xa trỗi dậy anh từ từ quay người lại Đè xuống chị thủ xuống dưới đất Bắt đầu giờ trò với chị Ngày giữa bãi tha ma Xong xuôi Cả người hải mệt rã rời Còn chị thu thì nằm lăn quay ra đất Người lạnh ngắt Hải sợ quá không biết phải làm gì Mắt chằm chằm nhìn cơ thể bất động của chị Thu Sau đó Anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà Khóc lóc kể lại mọi việc Với anh trai và chị dâu Hai người nhanh chóng chạy tới bái tham ma Đưa chị Thu về nhà Đêm đó sau khi nghe ý kiến của vợ Anh trai Hải dúi cho anh một ít tiền Bảo trốn đi lên thành phố Bảo dù sao cũng phải lên nhập học Chỉ bằng lên sớm hơn một chút Hải lúc đó cuốn quá cũng chẳng biết phải làm gì Chỉ có thể nghe lời anh trai mà thôi Ngay trong đêm hôm đó Hải khăn gói bỏ đi Để lại hậu quả cho anh trai giải quyết Sau này Hải được anh trai thông báo là chị Thu chưa chết thì mới ăn ngon, ngủ yên, tu chí học hành ở trên thành phố. Mấy lần anh muốn về quê nhưng anh trai anh nhất quyết không cho, bảo thư thư đã hãy về. Hải không hiểu chuyện gì, mãi lúc anh chuẩn bị cưới mẹ của quân bây giờ thì anh trai anh mới kể là hồi đó chị Thu không những không chết mà còn có thai, sau đó sinh ra một bé gái, đến giờ đã được 2 tuổi chị thu cũng không nhớ gì về buổi tối hôm đó nghe người tắm mách nên trai khắp làng xin sữa cho con hồi đấy chị dâu anh cũng vừa sinh thằng tí anh trai cũng nhiều lần cho chị thu sữa cuộc sống cứ trôi qua như vậy cho đến một hôm chị thu bế con gái chị là cái tốn ra chợ xin ăn chẳng may nghịch ngợm thế nào mà cái tốn bị kim khâu đâm vào mắt máu chảy ràn rùa rồi chết sau đó vài ngày sau người ta cũng phát hiện ra chị thu chết ở đằng sau đỉnh nghe bảo là chết đói lúc chị chết có một con mèo đen đi quanh xác của chị mặt nó xanh lè khiến ai cũng khiếp sợ cũng từ đấy chị dâu anh cũng thường xuyên mơ thấy giấc mơ thấy cái túng trở về xin sữa với một bên mắt bị mù trắng ra máu mắt chảy đầm đìa bên cạnh là một con mèo đen mắt xanh vô cùng khiếp đảm nhưng cũng chỉ qua 49 ngày của chị Thu là hết Hãy nghe hết sự việc thì hồn siêu phách lạc Chẳng còn tâm trí nào mà đám cưới nữa Nhưng được anh trai khuyên bảo Anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi Nên yên tâm tiến vào lễ đường Bùi chôn quá khứ tội lỗi của mình Và sống những ngày tháng thật hạnh phúc Hải xưa nay đều rất nghe lời anh trai Khi có chuyện gì cũng đều là do anh trai đứng ra giải quyết cho anh Nhờ có anh trai mà cuộc sống của anh trở nên dễ dàng. Anh cưới được vợ đẹp, sinh được con ngoan, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi. Thời gian trôi qua lâu, anh cũng quên bắn đi câu chuyện năm xưa. Mẹ quân chết lặng sau khi nghe tất cả câu chuyện, nhưng ngoài ôm mặt khóc ra chị cũng chẳng biết làm thế nào. Chị không trách chồng vì cái đêm hôm đó, chỉ trách anh tại sao không giải quyết dứt điểm để đến bây giờ hồn ma của đứa trẻ tội nghiệp lại về báo oán con trai họ. Bố quân cũng ngơ ngác Lết tới trước mặt anh trai mà khóc lóc như hồi nhỏ Bố thằng tí nhìn em trai và em dâu Lòng cũng đau khôn xiết Sự này đều là một tay anh giải quyết mọi chuyện Nhưng lần này anh cũng không biết phải làm thế nào Cái tốn không phải về để báo oán đâu Một giọng nói bất ngờ vang lên Khiến người người trong phòng đều giật mình thon thót. Nhìn ra thì mẹ thằng tí đang đứng ở cửa Bố thằng tí thấy vậy liền chạy tới hỏi han mẹ thằng tý đã tỉnh dậy đấy ư sao em chị dâu hải lúc này mới lên tiếng sao chị biết là cái tún không phải về để báo oán là nó nói cho tôi mẹ thằng tý giải thích trong lúc mê man bất tỉnh cái tún đã về kể hết với tôi nó nói mẹ con nó không oán gì gia đình mình cả vì rõ ràng mấy năm nay gia đình mình vẫn sống yên ổn chỉ là ở đình làng nó nghe được thằng Tý khoe Sắp có em nhà chú ở thành phố về nghỉ hè Nên nó mới tới để được gặp em trai mình một lần Đúng lúc này quân cũng tỉnh dậy Nhìn thấy bố mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên Chạy ủ tới ôm chầm lấy họ Dường như cậu chẳng nhớ gì Về những việc đã xảy ra cả Cả gia đình ba người ôm lấy nhau Khóc nước nở Sau ngày hôm đó Hai gia đình lập đàn Mời thầy về cúng kiến cho chị Thu và cái tún thật thành tâm Những năm sau đến ngày dỗ đều thắp hương Xem như chuộc tội với hai mẹ con người đã khuất Dù gì cũng là tội lỗi họ gây ra Họ không có ý định trốn tránh Chỉ là thời điểm đó vì suy nghĩ còn nông cạn Nên mới đẩy ra cơ sự dai dẳng mãi đến ngày hôm nay Còn thằng Tý Mặc dù mọi chuyện đã qua nhưng nó vẫn chẳng dám đến sinh tình chơi nữa cảnh tượng kinh hãi về những dòng giữa máu trắng đục đỏ tươi vẫn ám ảnh nó không sao thoát ra được cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi toàn bộ buổi phát sóng ngày hôm nay trân trọng tình cảm của tất cả quý vị hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại chúc tất cả quý vị ngủ ngon